Chưa có ai. Hello, xin chào anh em. Chưa có ai. Hello, xin chào anh em. Anh em nào đang ở trong cái live stream này thì comment giới thiệu để chúng ta làm quen nhau nhỉ. Chào Hiệu, chào Viết Anh. Ai trong live stream này thì các bạn có thể comment để chúng ta làm quen với nhau một chút. Chào Trường, chào Minh, chào Duy Anh. Ai đang trong cái live stream này thì các bạn có thể comment để tôi biết bạn là ai. Chào Thắng. Chào Phi, lâu lắm rồi thì tôi mới làm cái live stream này. Bây giờ mới có thời gian để chia sẻ lại cho anh em. Ok, thì trong cái chủ đề ngày hôm nay thì tôi cũng đặt ra cái câu hỏi, đó là thế bạn đã có cái tấm bản đồ trong cái ngành xây dựng này chưa? Thì hôm nay thì tôi làm cái chủ đề này thì vì tôi gặp một số anh em đi làm được vài năm rồi và họ có trò chuyện với tôi, họ bảo là đang bị mất cái định hướng ở trong cái nghề nghiệp này. Đấy, có rất là nhiều lý do, từ việc mà công ty lợi lương đến cái môi trường làm việc nó không phải là lý tưởng đối với các bạn đấy. Đấy, cũng như là cái định hướng của các bạn ấy chưa rõ ràng. Đó, thì hôm nay tôi làm cái live stream này để thông qua đây chia sẻ cho anh em, thì chia sẻ cho các bạn luôn. Rồi, nếu mà các bạn đang làm trong nghề xây dựng này thì anh em có thể là comment là tôi xem là anh em đang làm về lĩnh vực gì ở trong ngành này được không ạ? Đấy, chúng ta giao lưu luôn. Nếu bạn đang làm lĩnh vực gì ở trong cái ngành xây dựng này thì chúng ta có thể comment xuống dưới được không ạ? Chúng ta vừa làm quen và vừa giao lưu luôn những anh em ở đây. Ai làm thi công à? Ok. Nếu bạn đang làm lĩnh vực gì ở trong ngành xây dựng này thì các bạn có thể comment xuống dưới đây ạ. Ok em. Để tôi xem cái đối tượng ở trong cái chủ đề live stream này thì các bạn chủ yếu thuộc những đối tượng nào. Ok, giao thông. Ok, trường học sinh viên à. Bán chuyên bán ngói đúng không ạ? Ok. Ok. Xử lý nước thải. Ok. Sinh viên năm 3. Chào chị ạ. Công trình thủy. Ok, nội thất. Ok anh em. Chuyên linh, Cường chuyên linh lẫn lĩnh vực gì đây em? Đấy, giao thông lại là nhiều phết nhờ. Có rất là nhiều anh em hỏi tôi là thế anh đã có những cái chương trình bản vẽ về giao thông chưa? Đấy, thì sắp tới thì tôi cũng làm một cái cách đọc bản vẽ về lĩnh vực giao thông. Đấy, tại vì rất là nhiều anh em ở trong cái lĩnh vực về dân dụng muốn tìm hiểu thêm giao thông. Đấy, thì đầu tiên các bạn phải hiểu bản vẽ đó. Thì tôi sẽ có cái chương trình về cách đọc bản vẽ giao thông. Thì chương trình cách đọc bản vẽ trong xây dựng từ phần kiến trúc kết cấu điện nước, tức là trong cái phần dân dụng ấy, thì rất là nhiều anh em hưởng ứng ủng hộ. Thì đấy là một cái kỹ năng rất là cơ bản thôi, nhưng mà nó là quan trọng nhất trong nghề này. Đấy, nếu bạn không hiểu bản vẽ thì đừng có nói đến chuyện khác. Kỹ thuật, ok. Bách khoa, kỹ sư dân dụng, hiện trường, hạ tầng, ok. Thì hôm trước thì có anh em hỏi tôi đó là nếu mà em làm giao thông mà chuyển sang dân dụng thì có dễ không? Thì tôi thấy rằng là nếu mà các bạn là học giao thông ấy, để chuyển sang dân dụng thì phải hơi mất một khoảng thời gian. Đấy, thì các bạn tốt nhất là nếu mà đang từ giao thông mà chuyển sang dân dụng thì các bạn lên tìm hiểu về cách đọc bản vẽ đó. Thì các bạn hãy vào website là cách đọc bản vẽ.com.
để tìm hiểu về các cái bản vẽ dân dụng. Khi bạn hiểu bản vẽ rồi thì chúng ta mới tính đến các cái bước tiếp theo được. Đấy. Và khi mà hiểu bản vẽ rồi thì câu câu hỏi này tôi cũng trả lời luôn cho những anh em mà đang đang thắc mắc về trình tự mà chúng ta cần chuẩn bị, cần trang bị những cái gì trong nghề xây dựng này. Đầu tiên là bạn phải đọc bản vẽ tốt. Tốt nhất là thông qua những cái chương trình mà tôi đọc bản vẽ của tôi ấy, thì bạn có thể tham khảo thêm các cái bản vẽ khác nữa, chứ không phải mỗi bản vẽ đấy là đủ đâu. Bạn càng đọc nhiều thì các bạn càng tốt. Rất là nhiều anh em là tưởng nhìn bản vẽ cứ tưởng là mình hiểu sâu, nhưng mà các bạn phải hiểu sâu vào bản vẽ cơ. Và khi mà bạn đã ok rồi thì bạn sẽ chuyển sang cái phần về bóc tách. Đấy, bóc tách khối lượng. Khi mà bạn bóc tách ấy, thì bạn hiểu rất là sâu về bản vẽ luôn. Bóc tách xong rồi thì bạn làm dự toán. Đó, dự toán xong rồi thì các bạn lên đi thi công. Thi công xong rồi thì chúng ta làm phần hồ sơ thì có hồ sơ thầu, hồ sơ thanh và hồ sơ quyết toán. Đó, thanh toán và hồ sơ quyết toán ấy. Đấy, những anh em mà làm theo cái đi theo con hướng đường trình về thi công ấy, thì các bạn nên theo trình tự đấy. Và cái yếu tố quan trọng nhất ở đây vẫn là đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng. Đấy, sau đó là dự toán. Thì khi mà các bạn va chạm với các công việc khác thì hầu như là toàn liên quan đến phần khối lượng hết cả thôi. Đó, nếu mà có điều kiện nữa thì anh em lên làm thiết kế từ 6 tháng đến 1 năm. Đấy, khi mà bạn mà thiết kế được rồi thì chắc chắn là bản vẽ bạn hiểu rất là rõ. Đấy, và cái công việc bóc tách thì nó càng dễ dàng hơn. Ok, em đang phân vân không biết mình lên thiên về dự toán hay thiết kế, mong anh tư vấn. Thì tốt nhất là để trước khi mà em lên làm em dự toán ấy, thì em phải thiết kế trước. Em phải học thiết kế trước. Thiết kế thì theo tôi anh em là cố gắng nên là xin vào một cái công ty tư nhân, chúng ta chỉ làm trong vòng khoảng là từ 6 tháng đến 1 năm thôi. À, khi mà bạn vào công ty tư nhân ấy, thì bạn sẽ được trải nghiệm cả một công trình. À, tốt nhất là bạn lên thiết kế trên cái cương vị là đầy đủ các phần. Chứ tôi thấy rất nhiều anh em đi làm, giả sử là học xây dựng ra đấy, về kỹ thuật, về phần kết cấu chẳng hạn, thì chỉ làm thiết kế về kết cấu thôi. Các bạn phải nên năng động, chúng ta phải biết cả kiến trúc, cả điện nước. Đấy, tôi thấy thực trạng rất nhiều anh em đi làm kết cấu rất nhiều năm rồi nhưng mà đến cái bản vẽ điện nước ấy cũng chả biết đọc. Đấy, rất là khó khăn đúng không ạ? Khi mà chúng ta vào công ty tư nhân thì nó cái gì nó cũng phải làm hết. Đầu tiên là thiết kế từ A đến Z, sau đó là nó giao luôn cho việc bóc tách và tính dự toán luôn. Thì em thiết kế xong ấy thì em làm dự toán rất là nhanh. Đấy, lời khuyên của anh ấy thì đừng đi theo cái trình tự ngược lại thì nó hơi lâu. Ok. Ok, rồi, xin chào anh em. Ok. Rồi. Thế bây giờ trước khi để chia sẻ cái chủ đề này thì anh em có cái câu hỏi gì ở trong cái công việc của anh em đang thắc mắc thì các bạn cứ comment, nếu mà tôi biết được cái gì thì tôi sẽ chia sẻ với anh em. Đó. Anh em comment đi ạ, cái vấn đề mà anh em đang gặp phải trong cái công việc của mình thì tôi biết được gì tôi sẽ chia sẻ cho anh em trước khi tôi chia sẻ cái chủ đề ngày hôm nay. Muốn làm giàu từ xây dựng, ok. Đó, bạn có bất cứ câu hỏi gì thì cứ đặt ở bên dưới. À, tôi thấy là đa số anh em đều là bên bộ phận thi công là chính, kỹ thuật là chính đúng không ạ? Ok. Phần mềm gì cần thiết kế khi ra trường? Ok, kinh nghiệm làm dự toán tốt. Các bạn cứ đặt câu hỏi đi, các bạn có cái vấn đề gì mà đang khúc mắc ở trong cái công việc của mình ấy. Đó, thì các bạn cứ đặt câu hỏi, nhưng mà tôi biết thì tôi sẽ trả lời cho anh em. Ok, QCC. Ok. Ok, nên chọn thi công hay thiết kế đúng không ạ? Thiết kế và thi công được không?
Môi trường thiết kế cần làm những gì? Ok. Có trang web nào học bóc tách khối lượng lập dự toán không? Bóc tách khối lượng.com, lập à học dự toán.net, bóc tách khối lượng.com. Về học chuyên ngành ME ở xây dựng, cơ hội nghề nghiệp của bạn có được không? Ok. Thiết kế thi công dự toán cái nào vất vả nhất? Ok, rồi. Ok. Rồi thì anh em cứ comment cái câu hỏi xuống bên dưới nhá. Thì nếu mà trong livestream này tôi không trả lời được hết thì có thể tôi sẽ vào lại và tôi sẽ giải đáp cho anh em. Ok. Rồi thì bây giờ các câu hỏi của bạn, các bạn ấy thì các bạn đang tập trung vào chủ yếu là phần phần kỹ thuật. Đấy, gọi là kỹ năng cứng. Hầu như là anh em hỏi là học phần mềm gì, đấy, học như nào để tốt. Đấy, nhưng mà cái câu chuyện mà tôi muốn nói ở trong cái livestream ngày hôm nay đó là cái một cái bức tranh tổng quan hơn. Tức là các bạn hãy nhìn ra một cái rộng hơn rất nhiều. Thì để nhìn rộng hơn thì tôi cũng xin chia sẻ câu chuyện của tôi. Đó là ngày trước thì tôi cũng ra trường. Đó, thì định hướng của mình đó là chỉ là xin vào một cái công ty nó tốt. Đấy, và có cố gắng là làm việc hết mình. Đấy, và hy vọng là sẽ leo dần lên các cái nấc thang ở trong một cái công ty đó. Đấy, nhưng mà ra trường thì nó lại không được như ý. Đấy, mặc dù tôi có những gia đình tôi nó có những cái mối quan hệ để xin cho tôi vào những cái công ty nhà nước. Đấy, nhưng mà quan điểm của tôi là tôi muốn thử sức ở ngoài. Thế là tôi đi giải đơn khắp các công ty, thì hầu như là làm tất cả các công ty rồi, từ công ty thiết kế, công ty thi công, kể cả về dân dụng, kể cả về công ty về kết cấu thép. Đấy, trong lĩnh vực về kết cấu thép thì tôi cũng làm đó. Đấy, và làm tất cả các bộ phận, từ cái việc mà vẽ vẽ ở đây là vẽ cả kiến trúc, kết cấu, điện, nước, hoàn thiện, làm cả bóc tách, cả khối lượng, cả hồ sơ các loại. Đấy, trong nước có và trong công ty nhà nước ấy, và công ty tư nhân cũng có. Thì hầu như là tôi có một cái định hướng rằng là mình sẽ làm ở các lĩnh vực khác nhau để có một cái tổng quan nhất về cái nghề xây dựng này. Thì hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ lại cái kinh nghiệm, những cái 5 tháng mà tôi đi làm ở các công ty đấy, để cho anh em trẻ hoặc những các bạn mà đang chưa có định hướng gì thì có thể là có một cái nhìn đúng đắn nhất về cái nghề này. Ok. Thì để nó nói cái kiểu mà kiểu 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 đưa ra lời khuyên thì nó hơi bị nhàm chán, thì tôi xin phép là đưa ra một cái minh họa thì cho anh em nó dễ hiểu hơn rất là nhiều. Ok, ở đây có ai đã chứng kiến một cuộc đua xe đạp chưa? Ở đây đã ai đi ai đã đi xem một cuộc đua xe đạp chưa? Các bạn có thể comment được ạ. Đấy, các bạn có thể comment và tương tác với tôi thì chúng ta sẽ giao lưu với nhau được tốt hơn. Anh em đã từng bao giờ đã đi xem một cuộc đua xe đạp chưa? Cuộc xe đạp đua xe đạp thực tế đấy anh ạ. Đó, thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ minh họa mà tôi hay hay lấy ví dụ với những anh em ở trong công ty để cho anh em dễ hiểu, chứ chúng ta không nói theo cái kiểu là đưa ra lời khuyên thì nó sao rỗng lắm đúng không ạ? Và tôi sẽ cố gắng là đưa những cái minh họa và những cái câu chuyện thực tế mà tôi trải nghiệm được thì anh em nó dễ hiểu và tiếp thu hơn rất nhiều. Ok, một cuộc đua xe đạp thực tế đấy ạ. Một xe đạp thực tế. Ok. Cũng chắc là cũng rất ít người ở trong này đã có thể từng xem. Rồi, bây giờ tôi lại đặt ra một câu hỏi là thế đã tham gia một cuộc đua xe đạp chưa? Đấy, vừa rồi tôi hỏi là ai đã xem một cuộc đua xe đạp, thì bây giờ các bạn đã tham gia vào cái cuộc đua xe đạp đấy chưa? Có ai đã từng tham gia một cuộc đua xe đạp không ạ? Có ai từng tham gia vào một cái giải nào đó trong cuộc đua xe đạp không ạ? Ok, anh em cứ comment này, tí nữa tôi sẽ trả lời. Ok, chưa đúng không? Giải ao làng cũng tính. Đấy. Giải nào cũng là giải, nhưng miễn là bạn đã tham gia một cuộc đua xe đạp ạ. À?
Ok, tuyệt vời. Ok, thì tôi lấy một cái ví dụ như là đi vào làm nghề cái xây dựng này thì giống như một cái cuộc đua xe đạp thôi. Đấy, thì trong một cuộc đua xe đạp nếu bạn đi chứng kiến thực tế thì nó sẽ có những cái người tham gia vào giải đua, có những vị trọng tài, có những vị huấn luyện viên, có những vị khán giả, đó, và có những vị ban ở ban tổ chức. Đó, thì tất cả những cái thành phần đấy tôi gọi là những cái yếu tố cấu tạo lên đấy, một cuộc đua của cuộc đời. Tôi lấy một cái ví dụ đấy cho nó dễ hiểu. Thì đa số những anh em mà ở trong lĩnh vực xây dựng này mà đang than phiền với tôi ấy, đó là anh ơi lương thấp quá, sếp em thế này thế kia, rồi công việc của em nó không được ok lắm. Thế rồi tôi lại hỏi một câu là thế em có dự định gì đấy, trong năm nay chưa? Em có dự định gì trong 3 năm tới, trong 5 năm tới chưa? Đấy, thì hầu như là rất là nhiều anh em bảo là em tạm thời em cứ làm ở đây đã. Đấy, sau đó là nếu mà có một cái cơ hội tốt hơn đấy, thì em sẽ nghĩ tiếp. Đấy, chứ bây giờ em chưa 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 nghĩ được cái gì cả. Đấy, thì đấy là cái lý do đa số anh em đấy, không thể tiến xa hơn được trong cái nghề xây dựng này. Thì tôi cũng ví giống như là trong cái cuộc đua xe đạp đấy, thì có những cái người họ tham gia vào cuộc đua, và khi mà tham gia vào cuộc đua thì họ sẽ gì ạ, họ sẽ nhận được đấy, những cái chiến thắng hoặc là những cái thứ hạng ở trong cái cuộc đua đó, đúng không ạ? Có thể là thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, thứ bét, đúng không ạ? Thì thứ bét cũng là một thứ hạng đấy. Và có những người mà họ chỉ là khán giả, họ ở bên ngoài cuộc đua thôi đấy, ở bên ngoài đấy, và họ không thể nhận được bất cứ một cái giải gì, đúng không ạ? Thì ở trong cái lĩnh vực xây dựng này cũng thế thôi. Có rất là nhiều anh em đang dửng dưng với cái nghề của mình. Tức là gì? Tức là bạn chưa thực sự tham gia vào cuộc đua, bạn chỉ đứng ngoài thôi. Đấy. Bạn phó mặc cho cái cuộc đời mình, cho cái công việc của mình. Đó. Nó cứ đi đến đâu thì nó kệ, mặc kệ nó. Đấy. Mặc kệ nó, mặc kệ cuộc đời nó xô đẩy thôi. Chúng ta sẽ chẳng có một cái kế hoạch gì cả. Đấy, vì vậy tôi phân loại ra có 3 loại người ở trong cái lĩnh vực công việc mà tôi tham gia. Những cái người thứ nhất đó là gì, họ chỉ đứng ngoài họ xem thôi đấy. Khi mà có một ai đó đang xem livestream của tôi ở đây đó, thì họ có thể làm ông này ông lại bốc phét rồi, ông này ông lại chém gió rồi, đúng không ạ? Hoặc là có những cái người ở công ty bạn ấy, những cái nơi bạn làm việc ấy, khi mà bạn đưa ra một cái sáng kiến nào đó kiểu nó khác khác đấy, nó lập dị, nó điên điên đấy, thì họ bảo là mà nó tìm mọi lý do để ngăn cản bạn là ok, nó không làm được đâu đấy. Giống như ngày xưa tôi làm ở công ty về tư nhân về thiết kế đấy, thì tôi là cái thằng đầu tiên áp dụng Revit, cái công nghệ BIM vào trong thiết kế. Thì hầu như hồi đấy là tất cả những anh em ở trong công ty họ ngăn cản mình, họ bảo mày làm thế thì không đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam, mày làm thế thì anh em khác thì làm sao mà làm được đấy, mày làm thế thì không không có gì, nó không đúng lắm, đúng không? Thì tôi thấy hết người này đến người kia ngăn cản. Đó. Thì tôi gọi những cái người mà như vậy ấy, thì họ gọi là những khán giả, tức là họ chỉ đứng ngoài họ xem thôi, họ chỉ đứng ngoài họ tham họ xem thôi, họ không tham gia vào cái cuộc cuộc chơi này, không tham gia vào cuộc chơi này. Đấy. Còn có những cái người thì họ tham gia. Đấy, ví dụ như có rất là nhiều anh em thấy là ok, ông này ứng dụng vào Revit nhìn cũng hay hay, thì mình cũng đăng ký thử một cái khóa học xem sao. Đấy, hoặc là anh em thấy một cái gì đó hay hay thì thử áp dụng xem sao, hoặc là mày mò tự mày mò Revit xem sao, đúng không? Hoặc tự mày mò cái công nghệ thiết kế xem sao. Đấy. Thì các bạn gì, bạn chỉ là gọi là thử thôi, tức là bạn gì, giống như một một trong một cái chặng đua xe đạp ấy, bạn chỉ đi bạn 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 đang cố gắng bạn đi về đích, nhưng mà trên đường bạn gặp một cái chướng ngại vật nào đó, bạn bị một cái cơn đau nào đó, hoặc là bị một cái chướng ngại nào đó, thì bạn dừng lại cuộc đua, bạn bỏ cuộc giữa chừng. Thì trong cuộc đời thì nó cũng có những cái người như vậy thôi, trong nghề của chúng ta cũng có người như vậy thôi. Đấy, họ chỉ đi được một chặng thôi, họ dừng lại. Đấy, giống như là học Revit học chán, áp dụng mãi, học tự học rồi, học mãi rồi, thôi bỏ cuộc. Học ông thầy này hết ông thầy này ông thầy kia rồi, nhưng mà mình chả thấy làm được cái gì, thôi đến đây dừng, lại không 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 tham gia tiếp, không làm tiếp, không ứng dụng tiếp, đúng không ạ? Đấy, và có những cái người thứ ba đó là gì, họ tham gia hết mình, họ tham gia với 100% năng lượng. Đấy. Đấy, không cần biết là họ đạt cái thứ hạng nào trong cái cuộc đua đó. Đấy, nhưng mà họ đảm bảo
với chính bản thân mình, họ nói rằng với chính bản thân mình là tôi đã tham gia 100%, dù có thắng hay thua thì tôi cũng đã nỗ lực hết mình để nhận được cái kết quả cuối cùng. Đấy, tôi không biết là thắng hay thua nhưng mà tôi vẫn tham gia nỗ lực hết mình với 100% kết quả. Đấy, thì cái đó tôi gọi là chiến thắng chính bản thân mình. Thì trong cái lĩnh vực về ngành xây dựng này hoặc là trong cái công việc của bạn đang tham gia thì cũng có những cái kiểu người như vậy thôi. Thì bạn dễ dàng nhận ra được những cái người nào là những vị khán giả. Đó. Cái những anh em nào là anh em lửa vời, gọi lửa chừng đi 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 một vài chặng sau họ bỏ cuộc, còn những anh em nào họ theo đến cùng. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể là phân biệt được. Đó. Và cái chặng đua mà tôi đang nói đến ấy. Ok. Có vẻ hơi, anh em có thấy lag không nhỉ? Có vẻ hơi giật thì sao? Anh em có thấy lag không ạ? Ok, vẫn ok đúng không? Ok rồi. Đó thì thực ra là đó là một cái câu chuyện mà tôi kể ra thôi, thì bạn thấy là nó hoàn toàn là áp dụng được, nhưng mà nó rất là quan trọng trong cái những cái lĩnh vực bạn làm. Ok, được rồi, ok xem tốt. Đấy thì tôi muốn phân biệt với anh em đó là trong ngành xây dựng này, thì dù bạn ở cái cương vị nào, thiết kế, thi công hay là lĩnh vực gì đi nữa, thì đầu tiên là bạn phải có một cái tâm thế là làm với 100% năng lượng. Đấy, ví dụ như là sếp đã giao hoặc là cái mục tiêu chỉ tiêu mình đã đề ra, đấy, những cái thứ mà mình phải đạt được trong nghề này, đấy, thì mình phải làm với 100% năng lượng chứ không thể lửa vời được. Vì vậy tại sao mà tôi lại rất là đề cao cái tinh thần chiến binh? Tại vì những người chiến binh ấy, họ gì ạ, chiến đấu đến cùng, đấy, chứ không phải là bỏ cuộc được, chứ không thể bỏ cuộc được. Đó, chỉ có một đường, một là sống, hai là chết. Đấy, phải làm đến cùng. Ok, một số anh em like ác quá, để like vừa thôi để tôi làm cho nó đỡ giận. Đấy, thì cái tư duy đấy thì là cái tư duy đầu tiên các bạn cần có, và các bạn cần biết là những ai họ thuộc là khán giả hay là người bỏ cuộc, đấy, hay là cái người mà làm đến cùng ở trong bất kỳ cái lĩnh vực nào anh em đang làm. Và cái giải đua xe đạp ấy thì mọi người biết là nó đều có một cái đích đến đúng không ạ? Cái đích đến tôi gọi là cái tầm nhìn ở trong cái ngành xây dựng này. Nếu bạn muốn đi xa được hơn ở trong cái nghề xây dựng này thì bạn phải có cái đích đến, đặt cho mình cái đích đến. 5 năm nữa, 10 năm nữa thì bạn sẽ ở đâu? Thì tôi rất là hỏi rất là nhiều anh em là em không biết bây giờ cứ đi đến đâu hay nó đã. Đấy, thì tôi thấy rất là nhiều anh em là khi mà họ không biết cái đích đến của mình là cái gì thì họ cứ nhảy hết công ty này đến công ty nọ. Nhưng hôm trước tôi gặp một người em, họ hỏi là thế anh ơi, thì bây giờ em sang công ty này thì lương nó cao hơn anh ạ. Đấy, mà cái chỗ này là người quen. Đấy, mà em thấy là điều kiện làm việc nó đỡ vất vả hơn thì theo anh là em có lên sang hay không? Có lên bỏ công ty cũ không? Đấy, nó hơi xa nhà một chút nhưng mà em thấy lương cao và điều kiện nó nhàn hơn. Theo anh là có ok không? Đó. Thì khi mà chúng ta nghe cái câu hỏi của người ta là chúng ta biết luôn cái người ta sẽ đi đến đâu rồi. Đấy, tức là gì? Các bạn không có một cái định hướng rõ ràng ở trong nghề xây dựng này thì dù các bạn có nhảy công ty này hoặc nhảy công ty kia thôi thì các bạn vẫn ở cái vị trí đấy thôi. Mặc dù các bạn có thể là có lên một cái công ty lương cao hơn, một cái vị trí tốt hơn, nhưng bạn không có một cái đích, có một cái đề ra cho mình một cái đích là gì cả. Đấy, như tôi viết rõ rất là mục tiêu ở trên tường này và tôi dán ra. Đấy, 5 năm nữa, 10 năm nữa tôi phải ở đâu. Đấy, và cái đích cuối cùng thì chúng ta nói chung quy lại ở đây thì chúng ta vẫn là làm chủ đúng không ạ? Đấy, nếu mà các bạn làm trong nghề xây dựng này thì vẫn là hướng đến mở riêng cho mình một công ty. Nhưng mà khi mà tôi hỏi rất là nhiều anh em là thế em có ý định làm chủ không? Thì bảo không, chắc là bây giờ em chưa nghĩ tới anh ạ. À, em bây giờ còn trẻ lắm, thôi thì chịu khó để làm thuê đã rồi tích lũy kinh nghiệm, chứ cái đấy thì em chưa nghĩ giữa, em vẫn còn đang trẻ lắm. Đấy, khi mà các bạn không, tôi nói rồi đó là cái luật hấp dẫn, anh em nếu mà chị nào mà chưa xem luật hấp dẫn thì có thể bật cái video luật hấp dẫn lên xem nhé. Đấy, khi mà bạn nghĩ trong đầu này thì bạn mới có được trong tay. Đấy, nếu bạn không nghĩ mình là chủ, nếu không nghĩ đến một thời điểm nào đó mình sẽ đứng ra mình làm chủ,
Đấy, thì làm sao mà mình có được, đúng chưa? Đấy, bạn phải nghĩ đi. Đấy, cái đích cuối cùng vẫn là làm chủ trong cái nghề xây dựng này. Thì các bạn có thể làm chủ một công ty tư vấn, hay một công ty về về gì ạ? Về giám sát, một công ty về thi công, một công ty về buôn bán vật liệu. Đấy, rất là nhiều lĩnh vực trong xây dựng này nó rất là rộng. Đấy, nhưng mà cái đích được đích cuối cùng thì vẫn là làm chủ, nhưng mà làm chủ đến cái level nào thôi. Đấy, thì là do bạn xác định. Và tôi có một cái gợi ý nhỏ, đó là gì? Để có cái đích đến thì anh em hãy tham khảo cái tầm nhìn của những cái người mà họ đã đi trước mình. Đấy, thường xuyên gặp những cái người đấy, họ thành công trong cái nghề xây dựng này. Đấy, ví dụ như là bạn thích về thiết kế chẳng hạn, hãy gặp những cái vị giám đốc của những cái công ty thành thiết kế thành công, thì bạn hãy nói chuyện với họ, thì họ sẽ chia sẻ cho bạn về cái tầm nhìn. Thì chúng ta là gì, chúng ta bắt đầu chúng ta chưa biết là định hướng của chúng ta sẽ đi đâu cả, thì chúng ta sẽ đi gặp gỡ những người đó, thì chúng ta sẽ xem là cái tầm nhìn của họ đến đâu, và chúng ta sẽ mượn cái tầm nhìn của họ. À, đầu tiên là chúng ta chưa biết là gì, chúng ta mượn tầm nhìn của người khác. Đấy, sau đó là trong cái quá trình mà chúng ta đi thì chúng ta dần dần chúng ta điều chỉnh. Đấy, chúng ta dần dần chúng ta điều chỉnh. Đấy, làm sao cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh của chúng ta. Đấy, thì lời khuyên của tôi ở đây là gì, là bạn phải tham gia vào cái cuộc đua xe đạp đó, là bạn phải xác định được cái đích đến ở trong cái chặng đua đấy là chỗ nào, đúng chưa? Cái đa số chúng ta là chỉ là khán giả thôi, ngồi người khác thôi. Đấy, nhìn khi mà bạn là khán giả ấy, thì các bạn dễ dàng bị lôi kéo theo cái hoàn cảnh, hoặc là theo một cái người nào đó. Ừ, chúng ta bắt buộc là chúng ta phải có một cái đích đến, các bạn phải đề ra 5 năm nữa, 10 năm nữa chúng ta sẽ làm gì. Rồi, và cái thứ hai nữa, trong cái cuộc đua xe đạp đấy thì bạn lái hay là hay người khác lái, đúng không ạ? Thì chúng ta phải làm chủ đấy, làm chủ cái cuộc đua đó, chúng ta phải làm chủ cái xe đạp đó. Chứ tôi thấy rất là nhiều, đây là cái tư duy, là tư duy bị động ấy. Tôi thấy rất là nhiều anh em là để người khác lái hộ mình xe đạp. Ừ, lái hộ mình chiếc xe đạp đó, và họ chở đi đâu thì đến đấy, cứ đến đâu thì đến, cứ để cho cuộc đời xô đẩy, cứ để cho công ty nó xô đẩy thế thôi đó. Thì bạn bắt buộc bạn phải là người chủ cầm tay lái đó. Đấy, chứ không thể là người khác lái hộ bạn được. Thì đây là một cái ví dụ để tôi minh chứng cho những cái tư duy bị động của đa số những anh em mà đang làm trong nghề xây dựng đây gặp phải. Đấy, bị động đây là gì? Bạn phụ thuộc công ty. Đấy, bị động ở đây là gì? Bạn chả có cái mục tiêu gì cả. Đấy, bị động ở đây là gì? Cứ là hàng ngày đi làm 8 tiếng, đúng không ạ? Tuần 5 buổi, đấy, hết cuối tháng lĩnh lương. Đó thì đấy là bị động. Đấy, khi khi mà bạn cái đầu tiên quan trọng nhất là khi mà bạn có một cái tầm nhìn, có một cái đích đến, thì cái dù bạn có ở cái cương vị nào, hoặc là bạn đang có xuất phát điểm nó như thế nào, thì bạn sẽ rất là tự tin đấy, vào cái con đường của mình. Chứ bây giờ hỏi tôi thấy tôi, thực ra cái nói cái này thì rất nhiều anh em hiểu, nhưng mà cái này nó rất quan trọng anh em ạ. Đấy, khi mà nói đến là ông sẽ sắp tới ông sẽ đi đến đâu, ông đi đến đâu đấy, thì khi mà hỏi là em chưa biết. Đấy, thì bạn sẽ bị phụ thuộc vào rất là nhiều, bạn sẽ bị hoàn cảnh nó tác đẩy xô đẩy. Nên tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại cho anh em, đó là phải có một đích đến, và muốn có đích đến thì bắt buộc nó phải là gì, hãy thường xuyên giao lưu với những người mà trong cái ngành bạn mà hướng đến. Ví dụ như bạn làm về về gì ạ, về giao thông chẳng hạn. Đấy, thì những cái công ty mà giao thông thành công đó là những công ty nào? Đấy, thậm chí có rất là nhiều anh em còn không biết là công ty nào luôn. Đấy, hãy mạnh dạn gặp gỡ những cái con người đó, hay bạn hãy 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 hỏi họ nhiều hơn, hãy mượn cái tầm nhìn của họ để chúng ta tạm thời chúng ta mượn tầm nhìn nó, sau đó chúng ta dần dần chúng ta điều chỉnh. Ok, anh em like ít thôi đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ nghe nó rõ hơn. Đấy, thì đấy là cái đầu tiên quan trọng nhất. Như bây giờ ấy, của tôi ấy, thì là tôi có một cái quyển sổ như này đây, có thể anh em nhìn thấy, không biết cái chữ này có nhìn rõ không, em có nhìn thấy rõ cái chữ này không? Anh em có nhìn rõ cái chữ này không ạ? Đấy, anh em có nhìn rõ chữ này không? Hình như nó chậm hơn so với mạng sao? Không không, cái chữ tớ viết trên đây là cái chữ màu đỏ đấy cơ, cái chữ màu đỏ đấy, cái chữ màu đỏ đấy. Ok, không không, chữ màu đỏ cơ, chữ màu đỏ, chữ ngược à? Ok đấy, chắc là chị quay kiểu lại này thì ok. Thì nói luôn, đây là một cái quyển sổ sổ tay mục tiêu của tôi. Đấy, quyển này là quyển sổ tay mục tiêu. Rồi, các bạn không nhìn được cũng được. Đấy, thì trong này thì tôi viết ra. Đó. Thì trong này bạn viết ra cái mục tiêu cuộc đời của bạn đó là cái gì? Mục tiêu của đời tức là gì? Là đến cái lúc mà về già,
Đấy, hoặc là trong vòng một cái độ tuổi nào đó. Đấy, thường thì tôi đặt ra ở đây đó là vào 40 tuổi. 40 tuổi tôi phải đạt được những cái gì ở trong này. Đó, 40 tuổi tôi phải đạt được những gì, tôi viết hết ở đây, viết hết ở đây. Và cái mục tiêu này tôi phải đo lường chính xác được. Đấy, ví dụ như bất động sản có bao nhiêu căn, biết nói bao nhiêu thứ tiếng. Đấy, có con bao nhiêu con. Đấy, xây dựng bao nhiêu nguồn thu nhập, đi du lịch bao nhiêu nước. Đấy, tài sản có những thứ gì, đúng chưa, và viết được bao nhiêu cuốn sách của cuộc đời. Đấy, ok, thì đầu tiên đó là cái phần mục tiêu của cuộc đời bạn. Cuộc đời bạn là những cái thứ bạn cứ mơ ước đi, có lớn lên một chút. Mặc dù bây giờ là rất nhiều anh em bảo mẹ mình giờ mẹ còn đang nghèo rớt ra, làm sao mà đã có thể mơ ước nó xa xôi đấy mẹ, vài trăm tỷ nghe có vẻ xa xôi quá đúng không ạ? Đấy, nhưng mà chả ai đánh thuế ước mơ cả đúng không? Các bạn nghe câu này rồi, chả ai đánh thuế ước mơ, chúng ta cứ mơ ước đi, cứ mơ ước đi. Đấy, phải có cái điều này nữa, bắt buộc là khi bạn nghĩ trong đầu ấy đấy, thì chưa ăn đủ mà phải viết nó ra, viết hết nó ra ở đây, viết ở đây là mục tiêu của bạn, nó cuốn gì và cố gắng là chính xác và lượng hóa được cái đó. Và tại sao tôi phải viết nó ra nhỉ? Tôi không chỉ viết ở đây đâu, tôi còn viết ở trên tường của tôi. Đấy, viết ra đấy và tôi hàng ngày tôi nhìn đi, tôi nhìn lại. Thì ở đây thì có một số anh em mà học về LNP hay là cái gì đó thì anh em sẽ hiểu được những cái gì mà tôi nói ở đây, đó là gì? Là chúng ta đang tự kỷ ám thị, tức là chúng ta luôn luôn bị ám ảnh với cái giấc mơ này này. Cái giấc mơ này gọi là giấc mơ điên khủng mà. Đấy. Luôn luôn chúng ta bị ám ảnh cái điều này. À, khi mà chúng ta luôn luôn ám ảnh, chúng ta tự kỷ nó, tức là cái điều đó nó phải trở thành sự thật. Đấy. Thì dần dần giấc mơ của bạn nó sẽ thành thực. Thì để lấy một cái ví dụ cho anh em hiểu cái này, thì ngày xưa tôi viết một cái mục tiêu để thu nhập của tôi, nó trên tường ở đây, góc trên tường này thôi. Đấy, nó là một con số, nó là một con số. Tôi xin phép là không được nói cái con số ở đây. Đấy. Sau đó tôi suốt ngày tôi cứ nhìn nó, tại vì hồi đấy con số đấy là một cái đáng mơ ước với tôi, một cái điều rất đáng mơ ước với tôi cứ nhìn nó. Ngày nào tôi cũng làm việc ở chỗ đó và tôi cũng nhìn nó, ngày nào tôi cũng làm việc ở đấy chúng tôi cũng nhìn nó. Đấy, sau đó một khoảng thời gian sau, thôi mình nhìn lại thì cái thu nhập của mình nó đã vượt xa xa cái mức mà mình đã đề ra rồi. Thế là bước tiếp theo là gì? Là tôi viết thêm vào một cái số 0 sau cái con số đó. Đấy. Và dần dần sau một thời gian tôi lại nhìn lại, ô thế hóa ra mình lại cũng đã vượt qua cái thu nhập đó rồi, và tôi lại viết tiếp một con số 0. Đấy, và trong cái chặng đường mà tôi đang đi này thì tôi đang đang hướng đến cái mục tiêu đó. Đấy, nghe chừng viết thêm một cái con số 0 nó có vẻ rất là xa vời đúng không ạ, nhưng mà hoàn toàn nó thể làm ở đây. Trước đây tôi đã viết ra một con số tôi làm được, tôi viết hai con số tôi làm được, và bây giờ nó là ba con số thì chắc chắn tôi cũng sẽ làm được đó. Và cái điều đấy nó rất là hay, tại vì nó đã tôi ngày xưa tôi nghe tôi xem cái video luật hấp dẫn này, hoặc là đọc cái cuốn sách về luật hấp dẫn ấy, thì tôi cũng thấy là hay đấy, ừ, cũng được, cũng tuyệt vời, nhưng mà tôi cũng chưa hoàn toàn tin lắm. Nhưng mà khi tôi áp dụng cái điều đó vào cuộc sống của mình thì tôi thấy ồ, hoàn toàn nó thành sự thật, hoàn toàn nó thành sự thật đấy. Thì các bạn nghĩ trong đầu này, bạn phải viết nó ra nữa đấy. Và có một cái điều nữa, thực ra những cái thứ này nó bảo là mẹ ông này điên đấy, ông này nó xa vời, đặc biệt là các cụ ấy, các cụ của chúng ta ở lứa trước ấy, các cụ bảo là hơi viển vông đó, nhưng mà tôi thấy nó hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Ok, nó không phải đấy. Thì cậu chủ nhỏ hỏi là có phải đa cấp không? Không, anh không biết đa cấp là gì đấy. Thì rất là nhiều anh em trong nghề này thì cứ tưởng rằng là tôi đang làm nghề đa cấp, nhưng mà tôi chưa chưa tham gia một cái buổi hội thảo đa cấp nào cả đấy, và tôi cũng chẳng biết đa cấp là cái gì. Đấy, nếu anh em nào biết thì chia sẻ dùm tôi. Đấy, còn việc của tôi đây là tôi ở đây là tôi trao giá trị. Đấy. Những ai mà cảm thấy là ok, tốt, nhặt nhạnh được một cái ý tưởng nào đó mang về áp dụng hay. Đấy, có kết quả thì dùng, còn không có kết quả thì chúng ta bỏ đi đúng không? Đó, trên là trên tinh thần là chia sẻ thôi, chứ không phải là tinh thần là gì ở đây cả. Ok. Rồi, bước tiếp theo nữa là gì? Khi mà bạn đã có cái mục tiêu rồi ấy, thì theo lời khuyên tôi là các bạn phải thêm có cái mục tiêu. Ngoài mục tiêu của cuộc đời ra, bạn phải có mục tiêu năm. Này, mục tiêu năm năm nay bạn đạt được những gì? Đó, tôi lại viết ra mục tiêu từng tháng. Tháng này tôi phải làm gì? Tháng này tôi phải làm gì? Rất là nhiều mục tiêu ở đây. Đấy. Sau đó tiếp theo đó là tôi có một cái quyển sổ tay. Cái này rất là hữu hiệu nhá, nên tôi chia sẻ cho anh em ở đây thôi. Nó rất là hay, rất tuyệt vời. Tôi biết là anh em là không biết, là nhiều anh em mà bảo là viết mục tiêu đi rất là lười, mà thậm chí còn không biết là viết cái mục tiêu gì nó cho nó hợp lý cơ. Nhưng bạn cứ viết đi, tại vì nó còn phải sửa đổi theo năm tháng cơ. Đấy, chúng đầu đầu cứ viết đi, miễn là cứ làm đi, xong dần dần chúng ta chỉnh sửa.
Sau đó tôi viết ra theo mục tiêu trong trong ngày. Đấy, chia nhỏ ra cái quyển sổ này là quyển sổ mục tiêu theo ngày. Từng ngày việc phải làm gì. Đấy. Ok. À, anh em hiểu chưa? Thì trong cái chia theo ngày này thì tôi sẽ ghi rất là rõ. Ví dụ như ngày hôm nay tôi phải làm xong bao nhiêu việc. Đấy. Và ở trong này thì tôi cái cột đầu tiên ấy, tôi sẽ ghi là action, là cái những hành động mà tôi cần phải làm hoàn thiện ở trong ngày này hôm nay, ví dụ hôm ngày hôm nay. Đấy, tiếp theo nữa là nếu mà tôi không làm cái việc đó thì tôi mất đi bao nhiêu tiền. Đấy, giả sử đấy, nếu mà hôm nay tôi không hoàn thiện xong, ví dụ như bạn bạn đi làm công thì bạn có thể quy ra cái số giờ làm việc của mình được, hoặc là tốt nhất là nếu các bạn làm công thì bạn lên thỏa thuận theo cái chế độ là phần trăm hoặc là cái mức độ hưởng thù lao theo theo diện theo cái khối lượng công việc của mình thì nó hay hơn. Đấy, ví dụ như là bạn không hoàn thành xong cái việc này thì bạn mất đi bao nhiêu tiền. Đấy, bạn ghi hẳn ra. Đấy, vì gì? Đấy, khi mà chúng ta quy về tiền thì chúng ta mới thấy với đây sót. Đấy. Chứ còn nếu các bạn mà mẹ mình không quy về tiền, mình làm không làm thì cũng như nhau, chả mất cái gì cả. Đấy. Nhưng mà không làm cái việc này thì bạn mất bao nhiêu tiền thì bạn mới bắt đầu thấy sót và bạn mới bắt đầu hành động. Rồi, và tiếp theo nữa là thế bên này thì ai làm? Thế ai làm cái điều này? Ví dụ như ngày hôm nay tôi có một cái mục tiêu là đi giúp đỡ một anh. Đó. Một anh hôm nay anh ấy đến gặp tôi, tôi dành thời gian cho anh ấy. Đấy. Và nếu mà thì tôi ai làm cái điều này? Thì tôi chính tôi làm. Là còn nếu mà bây giờ hôm nay tôi lại có một cái công việc đó là gì ạ? Đấy, sắp xếp cái danh sách khách hàng. Đấy. Và ai làm cái điều này? Nếu không làm điều này mất 30 triệu. Mà ai không ai làm cái điều này? Nhân viên của tôi. Đúng chưa? Ghi hẳn rõ quy trách nhiệm ra. Một là mình làm, hai là nhân viên của mình, ba nữa là gì ạ? Những cái người liên quan đến công việc của mình. Đó. Ok. Rồi, các bạn cứ nghe đi ạ, xong bạn thấy được cái ý tưởng gì hay nhặt nhạnh được thì bạn có thể ghi chép lại. Đó. Ok. Rồi. Và cái điều cuối cùng đó là cái thời gian hoàn thành. Thời gian hoàn thành, bao giờ bạn sẽ hoàn thành cái việc này? Đấy. Một tuần nữa, hai tháng nữa, ba nữa, rất nhiều anh em bảo là em chắc chắn sẽ hoàn thành. Đấy, kiểu gì em cũng sẽ làm được. Đấy, nhưng không, đấy, những anh em nào mà tiếp xúc với tôi hoặc là làm việc với tôi chẳng hạn, thì bao giờ tôi quy ra bao giờ hoàn thành. Đấy, nếu mà ông không làm đấy, ông đang bị mất đi bao nhiêu, quy ra tiền, quy hẳn ra tiền luôn, đúng chưa? Đấy, và nếu là mình thì mình phải tự chịu trách nhiệm với cái khoản tiền mà mình bị mất đi đó. Đáng nhẽ tháng này tôi đã có cái khoản tiền đó, nhưng mà hôm nay tôi lại không làm thì tôi mất đi điều đó thôi. Đấy, và cuối cùng là thêm cái dòng là đã checklist. Đấy, những cái việc cuối tháng bạn nhìn lại, hoặc là cuối, thông thường của tôi thì tôi là nhìn lại vào buổi tối luôn, cứ khoảng tầm 11 giờ tối này. Đấy, là tôi có một đống sổ phải ghi rồi, thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ cho anh em các cái cuốn sổ đấy, tôi một đống cuốn sổ đi và tôi sẽ nhìn lại xem là hôm nay tôi hoàn thành bao nhiêu việc, bao nhiêu việc tôi chưa hoàn thành. Đấy, mọi người hiểu chưa? Đấy, sau khi mà mọi người đã lên cái danh sách những cái việc mà cần phải làm đây thì anh em phải checklist cho tôi, chọn ra cho tôi 2 đến 3 việc là quan trọng nhất. Thường chỉ là 2 việc thôi. Trong rất là nhiều số danh sách các cái việc ở đây, đấy, khoảng 10, nhiều khi nhiều ông là 20 việc. Đấy, nhưng mà đa số ấy, thì các bạn để ý xem, đó là chỉ có 20% công việc nó có giá trị đối với bạn thôi. Còn đâu những công việc kia hầu như là không có giá trị nhiều, nó là những công việc vặt vãnh. Đấy, vì vậy các bạn phải ưu tiên những công việc mà có giá trị lên trên đầu. Đấy, và chúng ta sẽ chọn ra 2 việc đấy là chúng ta sẽ làm đầu tiên. Ok. Giả sử tôi lấy một ví dụ này. Nếu mà ngày hôm nay bạn không học một cái phần mềm nào đó chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì cuối tháng này bạn không thể tham gia vào một cái dự án nào đó, thì tự nhiên là khi mà không tham gia vào cái dự án đó thì bạn sẽ mất đi gì ạ? Đấy, mất đi ngoài tiền ra còn mất đi uy tín. Đấy, mất đi gì ạ? Mất đi rất là nhiều thứ nữa. Đấy, thì bạn phải quy ra. Đấy, và bạn phải lên kế hoạch làm việc hẳn thôi. Đấy, khi mà chúng ta đã có mục tiêu của cuộc đời, mục tiêu theo năm, mục tiêu theo tháng và mục tiêu theo ngày thì rất là tuyệt vời. Tôi thấy tôi có thể các bạn có thể đọc các cái cuốn sách này rồi, nhưng mà các bạn thêm về nói về mục tiêu rồi, nhưng mà các bạn lên có cái quyển sổ tay nhỏ như này. Đấy, để đó là checklist cho chúng ta. Cái thứ nhất là gì? Cái công việc nếu mà ai lười ấy, thì tốt nhất là các bạn làm vào buổi đầu giờ sáng. Sáng thì thường là mình 6 giờ mình dậy. Đấy, và mình checklist ra những hôm nay làm việc gì. Đấy, hoặc là tốt nhất thì làm vào buổi cuối buổi tối để chúng ta sẽ nghĩ luôn là ngày mai chúng ta làm việc gì đi. Đấy, đa số là tôi thấy anh em là đi làm việc là chả biết cái việc gì cả, đến đấy họ giao cái việc gì chúng ta làm cái đó, thì đấy tôi gọi là cái tư thế là bị động. Đấy, chúng ta phải chủ động trong cái cuộc đời này, kể cả bạn đi làm thuê nhé, kể cả bạn đi làm thuê thì bạn vẫn phải chủ động.
Đấy, khi mà bạn đã có mục tiêu rồi thì bạn vẫn phải chủ động. Ok, thì đây là cái phần nhỏ thôi nhưng mà nó tôi thấy nó hay lắm, nó quan trọng. Đấy, khi mà cuối tuần mà tôi nhìn lại là tôi làm được rất là nhiều việc, và cuối ngày tôi nhìn lại tôi thấy là ok, đấy, rất là nhiều việc đã được hoàn thành, thì cảm giác mình có một cái tâm trạng hoặc là một cái tâm thái nào mình rất là sướng để mình làm tiếp, mình chiến đấu tiếp, đúng không ạ? Đấy, chứ còn bạn không đo lường, ở đây tôi ý tôi nói là bạn phải đo lường. Đấy, đo lường cái thành công của bạn. Thành công của bạn đừng có nghĩ là nó phải là một cái gì đó lớn lao, ví dụ như là bạn phải mua được nhà hoặc là bạn phải kiếm được rất là nhiều tiền nó là thành công. Không, thành công nó bắt đầu từ những cái thứ nhỏ nhặt thôi, những cái thứ nhỏ thì nó sẽ làm lên những cái thứ lớn. Vì vậy bạn hãy cố gắng là đo lường từng cái thành công nhỏ. Đấy. Và khi mà cuối ngày bạn thấy là ok, hôm nay tôi đã làm hết danh sách rồi, rất tuyệt vời, thế là tôi lại lại có động lực để tôi hoàn thành tiếp các cái công việc ngày mai. Thì có vẻ đây nghe như nó là một cái lý thuyết sao rỗng thôi đấy, nhưng bạn cứ làm thử đi, cứ làm thử. Tôi tin là có trong số anh em mà xem live stream ở đây rồi thì có những anh em sẽ đọc những cuốn sách này rồi, nhưng mà bạn hỏi là những cái cuốn sách về nói về mục tiêu này rồi, nhưng mà bạn hãy tự hỏi mình xem là đã bao giờ bạn bạn tự tay làm chưa, đã bao giờ bạn tự tay viết cái mục tiêu của mình ra chưa, đấy, đã bao giờ bạn thực hiện theo checklist chưa, đấy, đúng không? Đã bao giờ, hãy hỏi cái điều đó, đã bao giờ chưa? Hay nó chỉ là ở trong sách vở thôi? Phải làm hàng ngày anh em ạ, rất hiệu quả. Tôi đảm bảo anh em nó rất hiệu quả luôn. Đấy, và cái quyển sổ tay này tại sao nó nhỏ nhặt này, thì chúng ta còn đi đâu đó. Đấy, hôm nay, ok, xong, tích vào đây, ok, xong. Đấy, thì chúng ta gì, thì cái việc quản lý thời gian của chúng ta nó rất hiệu quả. Thì rất là nhiều anh em mẹ chả biết làm gì thôi. Tối chơi, tối xem đá bóng, tối đi chơi với bạn. Đấy, hoặc là tối đi nhậu. Đấy, khi mà bạn có cái quyển sổ này thì bạn mới thấy giá trị của thời gian, bạn mới quý trọng. Đấy, ví dụ như bây giờ tôi thường hay nói với anh em ấy, anh ngồi đây tiếp em là anh đang mất đi bằng này giờ. Và bây giờ tôi quy ra, ví dụ như thu nhập của tôi một tháng là bao nhiêu tiền đó, tôi chia ra số giờ là một giờ thu nhập của tôi là bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Thế khi mà bạn tự nhiên bạn biết là giả sử giờ một thu nhập của bạn là đi làm thuê là bao nhiêu, 10 triệu đi. Ví dụ này bạn quy ra giờ là 1 giờ bạn bao nhiêu tiền. Đấy, khi mà 1 giờ mà bạn không làm cái đó, đấy, hoặc là bạn đi chơi với bạn bè, đấy, hoặc là bạn đang đi tán gẫu, hoặc là bạn đi gì ạ, đi nhậu, đấy, thì bạn đang mất đi cái gì? Đấy, chúng ta bao giờ thấy chúng ta phải quy về giá trị, chứ đừng 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 có nghĩ là ôi gì vớ vẩn, tính cân đo trong tính quá. Hãy nhớ điều đấy, hãy nhớ cái điều đấy. Ok. Rồi, bước tiếp theo nữa là tôi muốn nói với anh em là khi mà chúng ta đã làm chủ cái tay lái cái bánh xe của đời mình rồi, thì bây giờ ấy, cái yếu tố tiếp theo đó là cái bánh xe. Đấy, những cái bánh xe tôi gọi là cái bánh xe của cuộc đời nó cấu tạo bởi những cái thành phần nào, thì đa số anh em chả biết, là chỉ tập trung vào công việc đấy, mà không biết là những cái yếu tố nào để cấu tạo lên cái sự thành công của mình. Và tôi hôm nay tôi cũng nói luôn là những cái yếu tố cấu tạo lên cái bánh xe, thứ nhất đó là gì, thứ nhất theo anh em đó là gì? Tôi đã chia sẻ ở cái phần lập dự án đầu tư xây dựng.com đấy, lập dự án đầu tư xây dựng.com đấy, thì tôi chia sẻ rồi, đúng không ạ? Cái thứ nhất đó là cái yếu tố về gì ạ? Về cảm xúc, bạn phải quản trị được cái cảm xúc của mình. Nói này thì nghe có vẻ là học thuyết hay là cái gì gì có, nhưng mà thực sự là tôi trải nghiệm rồi, tôi ngấm rồi thì tôi mới biết. Đó, thì bắt buộc là trong cái cơ chế của mọi người ấy, thì cái cảm xúc tích cực nó phải đặt lên trên hàng đầu. Đấy, một ngày mới bạn phải bắt đầu với một cảm xúc tích cực. Khi bắt đầu vào một công việc bạn phải có một cảm xúc tích cực. Nếu khi mà nói chuyện với ai đó thì bạn phải có một cảm xúc tích cực. Nếu khi bạn tiếp xúc với khách hàng thì bạn phải có một cảm xúc tích cực. Nếu khi mà tất cả những cái thứ mà bạn đang bắt đầu, bạn bắt đầu vào một cảm xúc tích cực, đấy, thì cái kết quả nó cũng là một kết quả tích cực. Đấy. Cái này thì thực ra là nói thế thôi, nhưng mà ít người làm được lắm. Tôi đảm bảo với anh em rất là ít người làm được. Hoặc là các bạn cứ liên tưởng thử xem, một ngày mà bạn gặp một cái chuyện buồn nào đó hoặc một cái tin nào đó, thì tôi đảm bảo là cả ngày hôm đó bạn chả làm được cái việc gì cả. Vậy vì bạn nghĩ về cái điều đó, đấy, nó sẽ làm cái điều đó bạn nhất thời gian. Tôi đặc biệt tôi còn biết là mấy anh em mà đi làm công trường ấy, hay tâm sự với tôi đó là về chuyện yêu đương đấy. Đấy, đặc biệt là có trục trặc tí ở trong cái việc về yêu đương là tâm trạng lại rối bời ngay, chả làm được cái gì cả, đúng không? À, tôi biết rất là nhiều. Có những anh em mà thiên về tình cảm rất là nhiều, nhưng mà có những anh em lại thiên về lý trí. À, có những anh em lại thiên về gia đình, có những anh em lại thiên về công việc, và bạn phải quản lý được cái cảm xúc đó. Thì cái cách quản lý ở đây rất là đơn giản, rất là hiệu quả, rất là hay này thôi. Đấy, thứ nhất đó là gì? Tôi xin chia sẻ luôn, đó thứ nhất đó là gì? Hàng ngày tôi có một cái
các cái lời cái tuyên bố, các cái tuyên bố tôi phải đọc hàng ngày. Ở đây hiện nay là tôi có đôi 4 6 8 cái tuyên bố tôi phải đọc. Nó rơi vào khoảng là gần gần 100 câu. Sáng nào dậy cũng thế, lại cứ ngồi đọc một lượt từ đầu đến cuối. Lúc đầu tôi chả biết nó có đọc có tác dụng gì không, nhưng mà tôi cứ đọc. Đấy, tôi cứ đọc. Ok thì mình ok, mình thấy hay quá, mình thấy tuyệt vời quá. Mà những cái tuyên bố đấy là rất là tuyệt vời nhá. Đó, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Hôm nào mà tuyên bố này thì tôi học tập và tôi tích góp được từ những cái người thành công, những cái câu slogan. Thực ra nó là những cái từ, cái lời nói mà nó tự động viên mình thôi. Đấy, và nó gì ạ? Đấy, nó là hướng đến cái mục tiêu của mình thôi. Và dần dần mà tôi đọc thấy, tôi đọc cảm giác như bây giờ chỉ cần nhìn một chữ và không cần phải nhìn cái từ đấy. Cái điều này nó làm đến gần chục năm rồi, gần chục năm rồi, nó cứ thế nó tự động tuôn trào ra thôi. Đấy, và dần dần những cái tuyên bố này đồng thời nó là những cái suy nghĩ tích cực luôn, và nó cũng ám đi ám ám chỉ vào đầu mình luôn. Thực ra đây là một cái số thủ thuật nhỏ thôi, nhưng mà rất ít anh em áp dụng. Họ bảo là mày như này như thế kia, nhưng mà tôi thấy làm này nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Sáng nào đấy, sáng nay mở mắt dậy phải đọc một loạt các cái tuyên bố đó. Dần dần nó trở thành những cái suy nghĩ thường trực ở trong đầu tôi rồi. Đấy, và nó là những cái tư duy tích cực. Cái thứ hai là gì? Bạn hãy tránh những con người tiêu cực ra. Tôi biết là khi bạn đi làm việc thì có rất là nhiều người tiêu cực ngồi xung quanh bạn, ở gần bạn, đấy, hoặc là ngay trong căn nhà của bạn, đúng không ạ? Tôi biết điều đó. Thậm chí là những người thân trong gia đình bạn, đấy, thì hãy cố gắng là giảm tránh đấy, những cái người tiêu cực đó. Tại vì người tiêu cực nó giống như kiểu virus ấy, nó rất dễ bị lây lan. Nên tôi rất là sợ gặp những anh em nào mà tiêu cực hay kêu than là tôi phải chạy ngay, tôi biến ngay. Đấy, tôi rất là ghét những cái con người như vậy. Đó, và khi mà anh em gặp những cái con người khác ấy, mà họ có một cái tư duy nó lớn hơn ấy, thì anh em cũng sẽ thấy họ một cái điểm tương đồng như vậy. Đấy, họ sẽ không ngồi nói chuyện nhau, họ sẽ chả nói xấu với ai cả. Đấy, hoặc là họ cũng chả thèm nói xấu đối thủ. Đấy, hãy cố gắng là tránh xa những con người mà tiêu cực ra. Và cái cuối cùng nữa, nó rất là nhiều thứ, nhưng mà tôi chỉ kể những ba cái chính mà tôi hay làm thôi. À, cái cuối cùng nữa đó là gì? Các bạn phải vận động, vận động. Hầu đây. Ok, anh em nghe rõ không ạ? Alo. Alo, anh em nghe rõ không? Ok, có nghe rõ không anh em? Ok, rồi. Ok. Và anh em nào mà like thì like ít thôi nhá. Nó like hết rồi. Anh em cố gắng là chúng ta theo dõi. Nếu mà các bạn cảm thấy là có bắt được một cái ý gì đó thì sử dụng. Còn nếu mà cảm thấy cái live stream này không phù hợp thì chúng ta có thể ra ngoài. Ok, không sao cả. Ở đây là môi trường chúng ta ấy thôi. Ok, rồi. Thì những cái gì mà tôi chia sẻ thì thực ra là nó không giống người bình thường nó làm một chút nào cả. Thì những cái gì mà không giống người bình thường nó làm, mà tại vì đa số những người bình thường họ không làm cái điều đấy, đấy, còn họ những người họ lại hơi điên điên, nó rồ rồ một chút đấy, thì nhưng mà nó lại có hiệu quả, nó rất là tuyệt vời, hiệu quả. Tôi đảm bảo ở đây trong số này là rất ít người là áp dụng những cái phương pháp như mà tôi vừa rồi tôi chia sẻ, nhưng mà nó lại cực kỳ hiệu quả, đấy, cực kỳ hiệu quả. Ok, và một cái phương pháp nữa mà tôi hay làm để lấy lại cái tinh thần tích cực đó là chính tự nhủ với chính mình. Tức là mỗi khi mà có một cái checklist ở trong cái sổ này nó thành công đó, thì tôi làm một cái động tác ăn mừng nhỏ thôi. Đấy, động tác ăn mừng rất là bình thường, là nhảy lên đấy, và dê một cái là hoặc là high five với đồng đội của mình là ok tuyệt vời đó. Thì tức là khi mà mỗi một lần mà tôi có một cái thành công đấy, thì tôi ăn mừng nó, và khi mà tôi ăn mừng điều đấy thì tôi lại leo móc cái cảm xúc của tôi vào đấy. Khi mà mỗi lần mà tôi có một nhiệm vụ được hoàn thành, đấy, mỗi lần đấy mà tôi mới nhận được một cái thu nhập nào đó, đấy, thì tôi lại ăn mừng theo cách rất bình thường thôi, nhảy lên duê một cái rất tuyệt vời đấy, rất tuyệt vời. Nhưng mà thậm chí là có những cái chỗ mà đám đông ấy, đấy, mà có những em mà cùng tư duy mà bọn tôi nhảy lên ấy, thì họ những cái bạn xung quanh họ nhìn rất là buồn cười đấy, nhưng mà kệ không sao cả, chúng ta ăn mừng cái chiến thắng của ta. Và dần dần cứ như vậy, chúng ta có những cái chiến thắng nhỏ như vậy thì nó dần dần nó sẽ leo móc cái những chiến thắng lớn nó đến với chúng ta được. Đó, thì đấy là những cái yếu tố về mặt cảm xúc. Hoặc là một cái nữa, nó là bắt buộc, đó là bạn phải tập thể dục. Tập thể dục thì nó rất tốt cho
cho cái việc là về điều chế cảm xúc, đặc biệt anh em nào mà tập gym hoặc là chạy trước. Thì tôi thì đơn giản tôi chỉ tập luyện là chạy thôi. Đấy, tôi chỉ đơn giản là chạy thôi, nhưng mà khi mà chạy thì trong cái quá trình mà chúng ta chạy như vậy, đấy, mồ hôi nó cho tiết ra như vậy đấy, và chúng ta hoặc là có một cái chuyện gì đó chẳng hạn đấy, hoặc là anh em đang một cảm gặp một cái cảm xúc tiêu cực hoặc là một cái bí bách nào đó trong công việc chẳng hạn, anh em chỉ cần dừng ngay lại cái việc đó. Giả sử khi tôi làm một cái gì đó tôi làm mãi nó không ra, nó vẫn cứ bị bế tắc đấy, thì tôi thì lúc đấy có những người họ nhắc nhở tôi là ok phải đứng dậy rồi, phải đứng dậy phải đi ra ngoài thôi. Đấy, thì lúc đấy tôi lại đứng dậy, tôi gác lại cái việc đó. Còn nếu mà cứ càng cố làm thì nó lại càng không ra, nó lại càng mắc, nó không hiểu vì sao vậy mà tôi đứng dậy tôi đi ra ngoài. Đấy, tôi chạy một vòng hoặc tôi đi bộ một vòng tôi về. Đấy, tôi lại giải quyết được cái việc đó, nó rất là hay, tức là nó ảnh hưởng đến cái phần phần cảm xúc của chúng ta. Đấy, vì vậy nếu mà anh em mà đang có một cảm xúc tiêu cực thì cố gắng là giải tỏa nó ra ngoài bằng con đường gì ạ, thể dục luyện tập bằng cách là mồ hôi đấy, thì tự nhiên là anh em sẽ giải phóng được cái năng lượng tiêu cực nó ở trong người đi đó. Thì những cái thứ đó thì nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả, thì không biết là có anh em nào trong này áp dụng những cái thứ mà tôi vừa chia sẻ không đó. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên, là yếu tố về cảm xúc trên cái bánh xe đó. À, trên cái bánh xe đó, cái yếu tố thứ hai nữa là yếu tố về gì ạ, đấy, về mối quan hệ, 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 đúng không ạ? Thì tôi thấy đa số rằng những anh em mà trong nghề xây dựng này không có những bước đi lớn ấy, tại vì cái mối quan hệ của bạn không chất lượng. Các bạn có thể nghe rất là nhiều câu, ví dụ như là 5 người bạn của bạn, đúng không ạ, trung bình chung lại thì sẽ đánh giá được là các bạn đang ở vị trí nào đấy, rất là nhiều câu về mối quan hệ đấy. Thì ở đây thì tôi có một chiến lược rất là đơn giản, hôm nay tôi cũng chia sẻ một cậu em cậu đến gặp tôi đấy, rất đơn giản thôi, là các bạn hãy chơi trực tiếp với những guru ở trong ngành của bạn. À, như tôi thì tôi còn chơi những cái lĩnh vực khác nữa. Chúng ta hãy tập trung vào những guru. Guru đây là gì? Là những cái người nổi tiếng hay là những người đứng đầu ở trong ngành của bạn. Đấy, họ có lượng follow lớn hoặc là họ có một cái vị trí nào đó ở trong xã hội, thì chúng ta hãy tập trung chơi với những người đó. Thế làm sao để chơi được những người đó? Thì hôm trước tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều livestream rồi. Một là bạn chỉ là gì? Bạn bắt buộc phải là học trò của họ. Đó. Đấy, có những cái khóa học mà rất là đắt tiền. Tôi đảm bảo với anh em là có những khóa học rất đắt tiền. Tôi đã tham gia những cái khóa học là hơn 100 triệu rồi. Có những khóa học mà tôi đã tham gia hơn 100 triệu rồi. Nhưng mà tôi không nghĩ cái phần mà kiến thức thì tôi chắc chắn là tôi không đọc lại. Tôi cũng biết là tôi sẽ nhận được cái gì cái điều đó, nhưng mà ngoài cái việc học ở ra thì tôi đặt nặng cái phần là quan hệ ở trong lớp học đó. Tại vì những cái người mà họ đã bỏ ra số tiền là 100 triệu đi học thì họ không phải là dạng dạng vừa, đúng không? Đấy, một là nếu mà ông gom góp để ông học thì chắc chắn ông là một người có cái chí rất là lớn, thì chơi với ông, chơi với ông chí lớn là rất là ok rồi. Và hai là họ phải có một cái địa vị, họ cái mức thu nhập nào đó trong xã hội, thì những người đó là người đáng chơi ở trong cái lớp học của chúng ta, đúng không? Đấy, rất là nhiều. Đấy, đặc biệt là chơi với cái người mà thầy của mình đó thì họ rất là tuyệt vời, họ còn giới thiệu cho mình những cái mối quan hệ của họ nữa. Đấy, cái thứ hai nữa là nếu các bạn mà không có những người đó, họ không làm đào tạo chẳng hạn, thì các bạn hãy tìm đến họ thông qua những sự giới thiệu và thường xuyên đưa ra những lời giúp đỡ họ, tức là chúng ta chủ động đưa ra lời giúp đỡ họ. Tôi thấy rất là nhiều anh em trẻ hiện nay đó là gì, trong cái đặc biệt trong nghề xây dựng, là đi làm ấy thì chỉ tính xem là mình được cái lợi gì trước. Đặc biệt những anh em mới ra trường tôi gặp rất là nhiều, rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn. Đặc biệt những anh em mà tôi hay nói chuyện thì các bạn trẻ cứ vẫn nghĩ rằng là thế tôi làm cái này thì tôi được cái gì, đấy, tôi làm cái này thì tôi được gì, tôi làm cho ông thì tôi được cái gì. À, xong rồi rất là nhiều anh em lại trách móc là ở mẹ cái thằng này nó không chia sẻ cái này, thằng này nó giấu nghề cái này cái kia, đúng chưa? Xong rồi từng tình ly từng tí một, tôi làm cái này thì tôi được cái lợi gì đấy, làm vừa mất thời gian chẳng được cái gì cả đấy. Nhưng mà hỡi anh em hãy hãy dùng một cái chiến lược sau thì anh em xây dựng một quan hệ tốt nhất, tốt hơn, đó là đầu tiên là chúng ta phải cho đi. Đấy, cho đi ở đây chính là gì ạ? Đấy, cho đi bằng cái tài năng của chúng ta. Đấy, mỗi trong anh em thì đều có một cái tài năng hoặc là một cái gì đó nó bẩm sinh, nó giỏi, nó nổi trội hơn so với người khác, thì chúng ta hãy dùng cái tài năng đó để chúng ta đấy, cho đi là gì, cho đi sếp của mình, người sếp của mình đấy, cho đi những cái đồng nghiệp của mình đấy, cho đi những cái người mà mình đang tiếp cận, tức là gọi là những cái guru đấy. Khi mà tôi tiếp cận với một ai đó đấy, giả sử hôm đợt đầu năm vừa rồi tôi lên gặp à, tôi được đồng chí ở bên lãnh đạo, đồng chí lãnh đạo thiếu tướng ở bên
789 mời về làm đào tạo nhà đó. Thì tôi trong cuộc gặp lần đầu tiên tôi cũng tặng đồng chí luôn là dạ những cuốn sách mà tôi viết đấy, thì đây sự cho đi đấy, đầu tiên là chúng ta phải gì, phải cho đi đấy. Và tôi cũng nhận lời giúp đỡ nhiệt tình mà không cần phải tính toán cái điều gì cả, đó là sự cho đi đấy. Khi mà chúng ta đã gặp những cái có cơ hội gặp những guru đấy thì chúng ta hãy cho đi đấy. Khi bạn cho đi lần một, cho đi lần hai, cho đi lần ba mà chúng ta không cần biết đó là chúng ta sẽ nhận được những cái gì, đặc biệt là những anh em trẻ đi làm ở trong công ty chẳng hạn đấy, thì hãy đặt mình vào cái cương vị của một cái người sếp ấy. Hãy đặt vào cái cương vị của người sếp, tức là chúng ta có tư duy chủ động là chúng ta không phải là người đi làm thuê, mà chúng ta là, giả sử bây giờ chúng ta là chủ của cái công ty đấy. Đấy, thì hãy tìm hiểu xem cái ông giám đốc lại, hãy tiếp cận với ông giám đốc ấy, chứ đừng chỉ chơi với những anh em ở trong cùng phòng. Tôi thấy rất là nhiều anh em này chỉ đàn đúm với những anh em trong cùng phòng. Hãy tiếp cận với sếp đó, hãy hỏi han người sếp đó. Đấy, hãy đặt cửa cương vị của người sếp đó, ngoài cái tìm hiểu cái công việc của người sếp ra, hãy tìm hiểu về gia đình của họ, con cái của họ đấy, và mối quan hệ của họ đấy, hãy tìm hiểu xem họ đang gặp cái vấn đề gì ở trong công ty, trong gia đình đấy, hãy chia sẻ họ đấy, hãy chia sẻ với họ, thì đấy là bạn đang đang cho đi đấy. Thì khi mà bạn cứ cho đi lần một, lần hai, lần ba, lần bốn thì tự nhiên là bạn ghi điểm. Ghi điểm ở đây không phải là ghi điểm về tiền bạc hay là ghi điểm về 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 cái việc lĩnh hót ở trước mặt sếp, mà bạn đang ghi điểm tình cảm đó. Giả sử bạn giúp tôi một lần thì tôi lợi bạn một điểm tình cảm, bạn giúp tôi lần hai tôi lợi bạn điểm tình cảm lần hai, đúng không? Và bạn cứ giúp tôi như vậy, cứ giúp tôi như vậy, cứ giúp tôi như vậy thì tôi lợi bạn rất là nhiều điểm, điểm đây là điểm tình cảm. Thì cái mà người ta khó trả lợi nhất đó là trả lợi về về tình cảm, đúng không? Đấy, nếu mà quy đổi ra tiền được đấy, thì nó rất là dễ dàng. Thì tôi lợi bạn bằng này thì chắc chắn tôi trả lợi bạn đấy, nhưng cái lợi tình cảm ấy thì có trả đến mấy lần ấy, thì nó cũng rất là khó, nó rất là khó, rất là khó anh em ạ. Đấy, đấy khi mà bạn liên tục bạn ghi điểm như vậy. Đấy, bạn liên tục ghi điểm tình cảm như vậy. Và khi mà bạn gặp khó khăn hoặc là bạn muốn nhờ người ta giúp đỡ thì nó là rất là dễ dàng. Tại vì gì? Bạn ghi cho người ta 10 điểm rồi thì chả lẽ người ta lại không trả lại bạn rồi một điểm. Đấy, nhưng mà anh nhiều anh em mà người kia họ không hiểu cái điều đó. Họ không hiểu cái điều đó, họ không hiểu cái điều đó. Và bạn phải nhìn xa ra là 5 năm nữa, 10 năm nữa. Đấy, những cái mối quan hệ mà tôi gầy dựng như vậy đấy, thì nó sẽ đạt được những cái kết quả gì? Anh em hiểu hiểu ý tôi chưa ạ? Đấy, ví dụ như hồi mà tôi đi học đại học chẳng hạn thì tôi đã có cái nhìn rất là xa rồi. Tôi nhìn trong lớp mình là xem là những thằng nào mà giỏi về kinh doanh, thằng nào mà chỉ làm chuyên gia thôi, những thằng nào mà chỉ làm chuyên gia, tức là chuyên gia nữa là nó suốt ngày nó học chăm chỉ rất là cày cuốc rất là trâu. Đấy, tức là phân ra hai đối tượng, một là ông giỏi về gì ạ, giỏi về kinh doanh, thích về kinh doanh, hai là cái đối tượng về 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 học tập. Thì tôi chơi với cả hai đối tượng đó. Đấy, còn những cái loại lằng nhằng hàng lậu thì chúng ta phải loại bỏ. Tại vì bạn tất nhiên là chúng ta mọi người sẽ bảo là phân biệt đối xử, nhưng mà chúng ta muốn chất lượng cuộc sống của chúng ta tốt hơn thì chúng ta phải bắt buộc phải chọn những cái con người tốt hơn để đồng hành cùng chúng ta. À, đúng không? Đấy, thế bạn dần dần tôi được. Ok, mình học trường đại học kiến trúc Hà Nội. Đấy, thì dần dần tôi lọc ra như vậy là mối quan hệ bây giờ của tôi nó còn vẫn còn sử dụng được đến tận bây giờ. Đấy, vẫn còn sử dụng bây giờ. Và tôi nói thêm là rất là nhiều anh em đi làm ấy, thì chỉ nghĩ đến cái đồng lương ở cái cơ quan đó thôi. Thế nhưng ngày xưa tôi đi làm tận 6 công ty khác nhau, nhưng mà tôi nhìn ở đây là tôi nhìn cái mối quan hệ về sau. Tại vì cái mục đích của tôi ấy, đó là tôi mở công ty. Ví dụ anh em làm trong nghề xây dựng này thì thế thôi, cái cuối cùng vẫn là làm chủ, mình là mở một công ty đấy, trong cái chuyên môn hay là trong cái nghề nghiệp của bạn là trong cái lĩnh vực xây dựng này, đúng không ạ? Đấy, thì bạn phải nhìn ra là ồ, nếu mà lúc tôi mở công ty thì những cái thằng nào vì sau nó giúp đỡ được tôi đó, thì ngay thì kể cả những cái mối quan hệ ngày xưa tôi làm ấy là đó là những cái vị trưởng phòng, những vị giám đốc của tôi, thì bây giờ nó vẫn lại trở ngược lại với tôi, nó trở ngược lại với tôi đấy, trở ngược lại nó giúp đỡ tôi đấy, mọi người hiểu chưa? Tức là chúng ta nhìn xa ra đấy, chứ đừng có nhìn ngắn, hôm nay tao chỉ đi làm thuê cho mày thôi đấy, nhỡ đâu là ngày mai ngày kia mày lại là trở thành đối tác của tao, đúng không? Đấy, nên trong đầu tôi luôn không bao giờ tôi nghĩ là tôi đi làm thuê, mà tôi nghĩ rằng là ông vì sao ông sẽ là đối tác của tôi. Đấy, còn ông nào mà ông nghĩ là trưởng phòng mà ông chỉ tập trung chuyên môn ấy thì ông ấy đấy, thì vì sao tôi sẽ hợp tác với ông. Đấy, ông sẽ là cộng tác viên của tôi. Đấy, mọi người hiểu bản chất không ạ? Đấy, khi mà chúng ta cứ đi từng dần công ty như vậy, chúng ta có cái nhìn chủ động như vậy, chúng ta nhận ra những cái con người mà có cái tư duy, cái tố chất, nó hai cái thôi. Thứ nhất đó là gì? Những cái tố chất về kinh doanh, cái thứ hai nữa là cái tố chất về chuyên môn. Đấy, thì chúng ta phải lọc ra. Đấy, thì khi mà tôi làm như vậy thì bây giờ những cái mối quan hệ đấy nó vẫn trở ngược lại với tôi vẫn áp dụng tốt. Đấy, kể cả những anh em học đại học, anh em hiểu hiểu bản chất chưa? Đấy, chúng ta phải nhìn nhìn ở cái mối quan hệ nó rộng ra, chứ không phải là chỉ là quan hệ là
chủ tớ hoặc là dưới trên cái quan hệ là tiền bạc. Đấy, khi mà mọi người đã nhìn ra được những cái con người mà có tố chất ở trong cái công ty mình, trong cái nơi bạn làm việc, thì bạn phải tìm cách để tiếp cận họ. Tiếp cận họ ở đây là gì? Chúng ta sẽ ghi điểm tình cảm của họ. Đấy, giả sử bây giờ tôi thấy trong phòng của tôi nó có một ông rất là chuyên môn chẳng hạn, thì tôi sẽ quan tâm ông ấy hơn so với những anh em khác. Đấy, rủ ông ấy đi cà phê, rủ ông ấy uống nước, thỉnh thoảng đi du lịch đâu đó thì mua cho ông ấy một cái gì đó, đúng không? Đấy, hoặc là anh có cái việc gì không thì cứ để em làm. Tại vì đa số những anh em mà đặc biệt bây giờ là tôi đã làm chủ thì tôi hiểu được cái cảm giác những vị giám đốc ấy, thường là họ phải gì, họ họ không sung sướng gì hơn nhân viên đâu, hay là họ là gọi là khổ chủ ấy, họ còn làm hơn rất là nhiều. Ví dụ như anh em hết giờ 5 giờ chiều là phải về rồi đấy, nhưng mà những anh em làm chủ thì họ phải làm gì, họ còn phải mang việc về nhà họ làm, họ còn phải lo hết tháng này phải trả bao nhiêu tiền cho anh em, phải lo cái số lương cho anh em, đúng không? Phải lo công việc, lo rất là nhiều thứ đấy, họ còn làm rất là nhiều và không khổ không sướng hơn cho anh em làm nhân viên. Là nhân viên thì cứ lương thì tháng là lấy đều và gì đấy, và hết giờ thì về với vợ con đấy, chả phải lo nghĩ gì cả. Ừ. Nhưng chúng ta phải hiểu được cái khó khăn của cái người chủ đó thì chúng ta chia sẻ với họ và chúng ta giúp đỡ họ đó, thì bạn hãy nghĩ xa ra là 10 năm nữa ông ấy trở thành một cái người cộng tác với mình, một cái đối tác với mình, một người làm ăn chung với mình đó, thì chúng ta nhìn xa ra như vậy thì chúng ta sẽ tiến nhanh hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái phần mối quan hệ mà tôi muốn nói thêm với anh em đấy. Ví dụ như hôm trước tôi gặp một anh em đề nghị cộng tác chẳng hạn, thì nó hỏi luôn là thế em được cái gì, em được bao nhiêu tiền ở trong cái việc này hả anh? Ok, thì tôi cũng chả nói gì đâu, thì tôi bảo ok, rất tuyệt vời đó, và hy vọng là anh có cơ hội hợp tác với anh với em, nhưng mà lần sau thì tôi xin bye bye luôn, tại vì tư duy nó quyết định tất cả, tư duy quyết định tất cả đấy. Có những cái người mà họ sẵn sàng là giúp đỡ mình, bảo anh ok, anh đừng có nói chuyện là tiền nong hay gì, bọn em có cái ông này ông kia đấy, em để em giới thiệu với anh người ông đấy. Đấy, người ta giúp rất nhiệt tình, người ta chưa cần biết là cái công sức người ta được cái gì cả đấy, nhưng mà ông ấy hiểu được cái nguyên lý ở đây đó là ghi càng nhiều tình cảm đấy, thì vì sao cái con đường của bạn càng dễ thành công đó. Thì cái đấy là một tôi cái triết lý mà tôi muốn muốn chia sẻ với cho anh em trong cái nghề xây dựng này. Kể cả ở trong cái công nhân hôm nay tôi nghe được một anh, gặp một anh ở trong Nghệ An, ở trong thành phố Vinh anh ấy ra, thì anh chia sẻ rằng là anh cũng sống vì cái tâm, anh cái tâm tức là anh đặt cái tâm lên trên và đặt cái đạo đức lên trên đấy, sau đó mới đến tiền bạc đấy. Thì ví dụ như cái câu chuyện anh kể cũng rất hay, là anh ấy ra công trường, anh thấy anh em là đi làm lao công lao động ấy, nhân công ấy, thì trời mùa đông mặc rất là gió rét đấy, thì anh ấy bắt đầu anh với đề xuất với địa công ty, hoặc là anh ấy tự động, hình như tôi không nhớ nhầm, anh ấy bảo là anh ấy chủ động anh mua đấy, cái gì ạ, mua cái những cái bộ áo ấm ấy cho anh em ở trên công trường luôn. Và sau cái lần mà mua áo ấm cho anh em trên công trường đấy, thì những anh em ở trên đấy họ nhìn với anh ấy một cái ánh mắt hoàn toàn khác. Ừ. Tức là gì, chỉ cần một chút tình cảm thôi đấy, bạn bỏ ra thì người ta đã lợi bạn rất là nhiều rồi. Và sau đó là anh ấy không cần phải có mặt ở trên công trường để chỉ huy kỹ thuật, cứ có cái lỗi gì hay là cái thắc mắc gì là anh em điện luôn cho anh ấy. Và thì tôi thấy một cái câu chuyện rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì ở đây tôi muốn nói với anh em là chúng ta không chỉ ở trên cái cương vị là những cái người ở trên level cao, mà chúng ta ở những cái đồng nghiệp của chúng ta đấy, chúng ta phải thay đổi cái cách cư xử đi đấy, chúng ta phải chấp phải cho đi trước, chúng ta phải cho đi trước. Bạn muốn nhận được cái gì thì bạn phải cho đi cái điều đó trước, đúng chưa? Bạn muốn nhận được, rất nhiều anh em hỏi tôi là anh ơi em ra trường, mẹ bây giờ kỹ sư mới ra trường 2-3 năm mà em không nói được thằng công nhân anh ạ, cái thằng tổ trưởng ấy thì nó hơn em rất là nhiều, nhưng mà em chả nói được, nó nói lại nó toàn bật em thôi đấy. Thì cái ở đây thì tôi đã đang nói anh em là rồi, hoặc là có rất là nhiều anh em là gì cứ âm thầm rồi hỏi hết anh thì cũng không được, đúng không ạ? Thì bạn là gì, bạn phải chiếm được tình cảm của người ta, hãy quan tâm đến cái công việc của người ta, hãy quan tâm đến những cái khúc mắc, những cái vấn đề người ta đang gặp phải là gì, hãy tìm cách giúp đỡ người ta. Khi mà bạn giúp đỡ người ta rồi, bạn ghi điểm tình cảm rồi đấy, thì tự nhiên là gì đấy, người ta sẽ phải đối xử với bạn một cái hoàn toàn khác, đúng chưa? Đấy, còn những anh em mà hay ra ra công trường nó tinh toe là ta là thế này ra kia đại học, nhưng mà họ nhìn thực ra ấy, những người công nhân họ nhìn bạn với một ánh mắt là hoàn toàn khác đấy, ánh mắt hoàn toàn khác. Ở ngoài trên công trường thì họ tuân thủ như vậy thôi đấy, nhưng mà họ đang trong lòng của họ ấy, họ đang nhìn bạn với một ánh mắt khác đấy, nhưng mà thông qua một cái cử chỉ của thôi, một cái sự giúp đỡ của bạn thôi đấy, thì người ta sẽ phải lợi bạn suốt cuộc đời. Có những cái câu chuyện mà tôi nghe những em kể rồi là họ có, tức là cứu họ một lần trong cuộc đời, giá như nếu nếu mà ông ấy không cứu tôi cái lần này chẳng thì chắc chắn là tôi sẽ chết đấy. Sau đó có một người họ cứu anh ta
Đấy. Rồi thông qua một cái việc nhỏ thôi, thì đây tôi xin phép không tiện kể cái chuyện đấy. Nhưng mà sau cái vụ đấy là người ta lợ ơn anh ta cả đời luôn, ơn anh ta cả đời luôn. Đấy, cái chiến lược tình mà mua mua tình cảm, cái chiến lược ở đây là mua tình cảm, ừ. Chiến lược ở đây mua tình cảm rất là tuyệt vời. Đấy, bạn bắt buộc phải đi từ tâm tâm của mình trước, chứ không phải dù nó có nó bạn dùng có thủ thuật gì hay là cái gì đi chăng nữa, mà không bạn nó xuất phát từ trái tâm. Cái tâm là giúp đỡ người khác, tôi ở đây thế tôi cũng giúp đỡ anh em thôi, đúng không? Trong tất cả các bài học, nếu mà anh em đã xem và cảm nhận thì đã thấy cái tâm của tôi đặt lên đầu tiên đó. Ví dụ như đợt trước là làm những cái video thì miễn phí thì tôi phải xong công việc tối đến thì tôi mới thu xếp thời gian tôi ngồi tôi mới làm được. Đấy, nhưng mà chia sẻ rất là chi tiết và nhiệt tình cho anh em. Đấy, thì khi mà tôi không 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 chia sẻ như vậy, tôi không nhiệt tình, tôi giúp đỡ anh em như vậy, đấy, thì liệu anh em đấy, có đến với tôi không, đúng chưa? Đấy, bạn phải trong nó không áp dụng chỉ ở trong mỗi việc cái công việc kinh doanh mà nó áp dụng trong cả việc đồng nghiệp với bạn, mối quan hệ giữa sếp bạn và cả trong gia đình của bạn nữa. Đấy, bạn muốn cái gì thì bạn phải cho đi trước. Thì đấy là những cái ví dụ mà tôi minh họa cho anh em thấy, đó là cái bây giờ ấy là ông có mánh khóe hoặc ông có giỏi ý, nó không ăn không còn tác dụng nữa rồi, mà nó bắt buộc nó phải là từ tâm, là từ trái tim. Đấy, là bạn phải cảm nhận được đấy, những cái khó khăn họ thì cũng như đang là những khó khăn của mình. Bạn cảm nhận được cái khó khăn của cái người sếp của bạn ấy, đấy cũng là khó khăn của mình. Thì nói thực ra nó là hơi trừu tượng một chút, nhưng ấy, để mà hiểu được cái điều này nó rất là khó, nó là từng nó rất nó phải trải qua rất là nhiều level. Tôi đảm bảo anh em để hiểu được cái ngộ, tôi gọi là ngộ ra được cái điều này ấy, thì rất là khó, rất ít anh em làm được. Cứ nói mồm là phải đi giúp người khác thì người khác sẽ giúp lại mình, nhưng mà để ngộ ngộ ra à, trong khi mà bạn càng ngấm ấy, thì thực ra ấy, thì không phải tự nhiên lúc đầu mà tôi ngộ ra được cái điều đấy đâu, tôi dần dần tôi ngộ ra đấy, mỗi một giai đoạn nó thêm một cái level vào, nó thấm dần, nó thấm dần, thấm dần đấy, thấm dần đấy. Và khi mà ngộ ra như vậy rồi thì bạn sẽ đạt được những kết quả mà đi rất là xa, chứ không phải là cái kiểu là làm cho gọi là có, làm theo kiểu là chống đối hoặc là làm theo kiểu thủ thuật. Đấy, là bạn phải giúp đỡ bằng người khác bằng cái tâm. Ví dụ tôi chỉ cho bạn chiến lược là giúp lần đầu, lần hai, nhưng mà nếu mà bạn chỉ làm gọi là à ok hóa ra chiến lược của ông này như vậy à, thì mình cũng về mình bắt chước mình à. Đấy, nhưng mà bạn không thực sự bằng cái tâm của mình mà bạn chỉ là gọi là gì làm để mình lợi ích giúp ông ấy có một cái ý đồ nào đấy thôi, thì nó sẽ không thể thành công được. Đấy là cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với anh em. Thì cái này nó cứ dần dần nó theo level, và tốt nhất là các bạn lên làm đấy, tốt nhất là các bạn lên làm cái việc mà đi giúp đỡ người khác nó nhiều hơn, thì tự nhiên là bạn sẽ cảm nhận được cái điều đó. Nó không cần phải là to tát gì đâu, không cần phải ví dụ như tôi ngồi đây chia sẻ cho 190 anh em vẫn còn ngồi xem livestream ở đây, đúng không? Đấy, rất là đơn giản. Ví dụ như là bạn đi qua một cái người ăn xin đấy, bạn hãy cho họ vài chục nghìn, đúng không? Đấy, hoặc là hôm nay là bạn quét nhà thì bạn quét luôn cho cả nhà, hai nhà hàng xóm luôn đi, đúng không? Đấy, hoặc là một cái cử chỉ là dắt một cái người già đi qua đường thế thôi. Nó không, tức là nó không cần gì phải to tát cả, bạn cứ làm những cái việc nhỏ nhặt như vậy. Đấy, thì dần 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 bạn cảm nhận được cái việc mà giúp đỡ người khác đấy, nó đến từ trái tim của mình thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ví dụ như đấy, ví dụ như nếu mà những cái bài giảng của tôi chẳng hạn, đấy, những cái chia sẻ của tôi mà tôi chỉ là lợi dụng anh em, tôi chỉ là gọi là chia sẻ đi free đi, xong rồi dần dần là ông sẽ đăng ký, nó không có điều đó. Anh em xem, anh em sẽ cảm nhận được là tôi chia sẻ ở cái mức độ nào, đúng không? Đấy, thì anh em phải ngấm cái này, nó không phải tự nhiên nói là áp dụng được luôn đâu, nó phải dần dần, nó từng level một đấy. Nhưng ấy, tôi chỉ có một kinh nghiệm chia sẻ nhỏ cho anh em, đó là anh em cứ làm việc, tức là giúp đỡ nhiều người, giúp nhiều thì tự nhiên ấy, khi mà anh em giúp ấy đấy, mà cái kết quả của họ trả lại cho mình ấy, đấy, họ thay đổi, họ thay đổi kết quả, thì tự nhiên là mình cảm thấy nó rất là sướng, rất là có một cái động lực gì đó để là mình tiếp tục mình làm. Khi mình cứ làm, mình cứ giúp đỡ người khác thì nó lại thành công, cứ giúp đỡ người khác nó lại càng thành công. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy, không hiểu như vậy. Đấy, nhưng mà dần dần cứ giúp đỡ người khác, họ thay đổi kết quả, ồ sướng quá, đấy, mình lại giúp đỡ nhiều hơn. Đấy, rất là đơn giản thôi, một cái bí kíp rất đơn giản đó, nhưng mà nó hoàn toàn thay đổi cái cuộc đời của anh em. Tôi đảm bảo với anh em một cái điều đấy, và đây là cái triết lý mà tôi đã ngộ ra. Nếu mà trước đây mà tôi đã ngộ ra nó sâu hơn, nhanh hơn, sớm hơn thì tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi. Thì hy vọng là những anh em mà trẻ mới ra trường, nhưng các bạn chưa ngộ được cái điều này, thì các bạn có thể để áp dụng những cái gì mà tôi chia sẻ vào. Tôi đảm bảo với anh em là nó sẽ thành công rất nhiều. Ví dụ như hôm nay tôi nói chuyện với một em mà đến đây để cộng tác với tôi đấy, hợp tác với tôi đấy, thì tôi nói rằng là nếu mà em dưới 30 tuổi, nếu mà em chưa có vợ con gia đình gì ấy, thì tất cả những cái số tiền mà em kiếm được
Đấy, hãy tập trung cho việc học tập. Đấy, và hãy tuổi trẻ mình cứ xông xáo đi, mình cứ chiến đấu đi. Đấy, và đừng có nghĩ nhiều đến cái phần lợi nhuận, cái tiền vội, đừng có nghĩ nhiều đến cái phần tiền tiền vội. Tiền tiền nó là ở phía sau. Đấy, nhưng mà hãy tập trung và giúp đỡ người khác. Đấy, không để đâu xa đâu, không cần phải là hoành tráng giúp nhiều người làm gì cả, bạn cứ làm cái việc từ nhỏ nhặt thôi. Đấy, ngay trong công ty bạn, bạn hỏi xem là bạn đã giúp được cái đồng nghiệp của mình chưa, giúp được người khác chưa? Tôi đảm bảo với bạn, bạn chỉ cần bây giờ đấy, một cái yêu cầu rất là nhỏ thôi. Tôi yêu cầu bạn là trong tuần này hoặc tuần sau, bạn hãy tìm một người và tập trung giúp đỡ họ. Đấy, hãy tìm một người cụ thể ở đó, trong công ty bạn hoặc là trong gia đình bạn hoặc là chỗ bạn ở, hãy tập trung giúp đỡ họ. Đấy, trong cái khả năng của bạn có thể thôi, trong khả năng của bạn có thể thôi. Đấy, thì bạn hãy xem là cái thái độ đấy, một tuần sau họ đối xử với bạn như thế nào, cái cách họ đối xử với bạn như nào, thì bạn sẽ thấy công thức của tôi nó kỳ diệu như nào. Đó, nó phải thực sự đến từ tâm, chứ còn không thì rất là khó, tôi đảm bảo với anh em cái điều đó. Rồi, ok, thì hy vọng là ở đây có một số anh em hiểu, một số anh em không hiểu thì cũng cứ nghe và áp dụng thôi. Đấy, và đây là một cái điều điều phải nó phải có thời gian để nó ngấm. Tại vì tôi thấy là những anh em mà những người mà họ đỉnh cao ấy, họ giác ngộ ra cái điều này thì họ đã đi rất là xa rồi, rất là xa, tôi đảm bảo rất là xa luôn. Ok, thì đấy là cái điều số 2, đó là về về mối quan hệ. Và cái điều số 3 là về quản lý thời gian, thì như vừa rồi tôi chia sẻ cái quyển sổ đấy. À, và chú ý với anh em nữa đó là gì? Đấy, cái quyển về phần mối quan hệ ấy, thì tôi có một quyển sổ riêng về mối quan hệ. Bạn phải có một quyển sổ về mối quan hệ. Bạn phải có một quyển sổ, đặc biệt trong nghề xây dựng này, bạn phải có một quyển sổ về mối quan hệ. Đấy, hãy nhớ nhé, phải có một quyển sổ đấy. Tại vì tôi quan niệm như này, mỗi một người đến với mình, tức là họ có cơ duyên với mình rồi, họ tiếp xúc với mình rồi. À, thế hay là nó, trong Phật giáo nó gọi là nhân nhiếp hay cái gì đó thì tôi không rõ lắm. Đấy, nhưng mà đến với mình rồi thì nó là một cái cơ duyên gì đó. Đấy, thì hãy tìm hiểu về con người đó. Đấy, và chúng ta hãy ghi lại, nhớ đâu đến một thời điểm nào đó bạn cần cần đến con người đó, cần đến con người đó. Bạn không ghi lại thì bạn không nhớ được đâu, đừng có ghi ở danh bạ. Hãy ghi chi tiết là ví dụ như là hôm nay tôi gặp ông này, đúng không? Ông ấy làm nghề gì, ông ấy đang gặp khó khăn gì. Đấy. Công việc của ông ấy ra sao, hãy cố gắng là khi gặp người ta hỏi han nhiều đến người ta, quan tâm đến người ta. Đấy, bạn phải ghi chi tiết như vậy. Đấy, thì đến lúc tôi đảm bảo cái quyển sổ tay quan hệ là bạn mà nó dày như kiểu này thì nó rất là tuyệt vời đấy. Tôi đảm bảo bạn rất tuyệt vời luôn, rất tuyệt vời. Tại vì bạn không thể nhớ hàng trăm người được đâu, nhưng mà chỉ mở rộng ra, à, hóa ra cách đây 1 năm tôi có gặp một anh ABC như thế này chả. Anh ấy làm trong cái nghề cấp thoát nước, anh có một cái câu chuyện rất là cảm động khiến tôi rất là cảm động như này, ABC như này chả. Ok. Đó, và bây giờ tôi đang cần một anh đó thì tôi gì? Tôi nhấc máy lên tôi gọi điện. Đấy, và tôi nhắc lại cái câu chuyện mà chúng tôi đã gặp gỡ trước đây. Mọi người hiểu không? Đấy, thì cái kết nối của chúng ta nó rất là dễ dàng. Đấy, mọi người cố gắng là mỗi một người chúng ta gặp nó sẽ là một cái yếu tố nào đó để chúng ta lần tảng đi đi lên. Ok, và cái yếu tố số tôi nói yếu tố số mấy rồi, yếu tố số 3 rồi, yếu tố số 4, đó là yếu tố về tiền bạc. Tiền bạc thì rất là nhiều anh em lúc tôi hỏi đấy, thì em chỉ cần làm công ty này tốt thôi, đấy, em sẽ xin lên một cái công ty nó cao hơn, nó có lương tốt hơn, công ty nó nổi tiếng hơn, nó danh tiếng hơn đấy. Nhưng mà anh em không quan tâm đến cái vấn đề tài chính của mình, mặc dù bạn có thể là bạn chuyên môn giỏi đấy đấy, nhưng bạn không biết cách tạo ra nguồn thu nhập thì cuộc sống của bạn cũng không thể tốt đẹp hơn được, đúng không? Đấy, khi mà bạn cuộc sống tốt đẹp của bạn, bạn có kiếm được nhiều nguồn thu nhập hơn thì bạn mới quay trở lại giúp đỡ được nhiều người hơn chứ. Đấy, đúng không? Đấy, hoàn toàn là một cái điều chính đáng thôi. Đấy, nhưng mà tôi đặt nó ở cái vế là vế thứ tư. Đấy, khi chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn thì chúng ta mới giúp đỡ được nhiều người hơn. Đầu tiên là chúng ta giúp chính những cái người ở trong gia đình của chúng ta. Đấy, nói chẳng đâu xa là gì? Ông mà không giúp được gì ạ? Vợ con ông, giúp được bố mẹ ông, giúp được anh em ông thì đừng có nói đi giúp người khác làm cái gì cả. Đúng chưa? Đấy, việc đầu tiên là chúng ta nhiều nguồn thu nhập hơn thì chúng ta cải thiện đời sống của gia đình của chúng ta nó tốt hơn. Đấy. Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta mới nghĩ đến đấy, người ngoài, đúng không ạ? Đúng không? Thì đấy là cái nghĩa vụ của chúng ta, bắt buộc của chúng ta phải trở lên giàu có hơn, nhiều tiền bạc hơn. Đấy, và cố gắng là theo chiến lược đó là gì ạ? Chiến lược win-win, tức là đôi bên đều có lợi, và dựa trên sự là sự cho đi trước, chứ đừng có phải là tôi làm với ông thì tôi được cái gì, đúng chưa? Đó, thì bắt buộc là bạn phải đi chân thứ hai như vừa tôi nói đấy, là chân về 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 kinh doanh, thì bạn phải có những kiến thức về kinh doanh ở trong cái ngành xây dựng này.
Tôi thấy đa số anh em là hiện nay mở công ty ấy, thì đều dưới dạng góc độ là dạng chuyên môn thôi, giám đốc, tôi gọi là giám đốc chuyên môn. Đấy. Tại vì khi mà bạn làm chuyên môn ấy, thì bạn sẽ điều hành theo kiểu của chuyên môn. Đấy. Chứ bạn chả có cái chiến lược gì. Tôi nghĩ hôm nay tôi nói chuyện với cậu em là sếp em ấy, chỉ quan tâm là dự án này dự án kia, suốt ngày nói về kỹ thuật. Đấy. Những ông mà giám đốc giỏi ấy, thì ông ấy tập trung vào marketing, đấy, tập trung vào tài chính, tập trung vào sale và bán hàng. Đấy, họ đề ra chiến lược này chiến lược kia. Đấy, còn đa số những ông kỹ thuật thì tôi thấy là làm được một thời gian đam mê với chuyên môn quá, mà tập trung quá vào chuyên môn, dần dần chẳng có khách hàng đâu cả, nên là bay hết. Đấy, thì các bạn phải có, phải gì ạ, phải giỏi về kinh doanh, phải biết về kinh doanh. Thực ra kiến thức kinh doanh nó rất rất dễ rồi, nó cô đọng rồi, bạn chỉ cần đi học những người pro đứng đầu. Đấy, hoặc là chịu khó không có tiền thì đọc sách kinh doanh, thời gian rảnh đọc sách kinh doanh, đúng không? Đó, nó rất là dễ dàng thôi, không cần phải là tốn nhiều chi phí đâu. Đấy. Nhưng mà bạn phải có kiến thức kinh doanh, dần dần chúng ta sẽ làm lên rất nhiều. Như hôm trước ở trong livestream trước tôi bảo đấy, thì bạn đi hai chân, đầu tiên là sáng cứ đi làm, tối về làm thêm một công việc kinh doanh nào đó chẳng hạn. Đấy. Dần dần chúng ta thấy công việc kinh doanh mà làm thêm đấy nó lớn hơn rồi thì chúng ta phải bỏ công việc của chúng ta. Đấy. Và cố gắng là gắn liền với đam mê, với cái gì mà mình thích thì nó lâu bền hơn rất là nhiều. So với cái việc mà chúng ta làm mà chỉ vì tiền thì theo tôi là nó cũng không ổn lắm. Ok, và bên cạnh đó thì bạn phải có một quyển sổ nữa. Đây là quyển sổ thứ ba tôi giới thiệu mọi người, đúng không ạ? Quyển sổ thứ ba. Ok, đây là một cái quyển sổ, sổ về tài chính. Ok, quyển sổ là quyển sổ về tài chính. Tài chính thì anh em phải ghi toàn bộ các cái dạ, các cái chi tiêu. Ví dụ như là hôm nay chi cái gì, tiêu cái gì. Đấy, và thu nhập của ngày hôm nay là bao nhiêu tiền. Bạn phải ghi chi tiết vào. Bạn phải ghi chi tiết. Tại vì nếu bạn không kiểm soát được tài chính cá nhân của mình thì bạn đừng mơ rằng bạn mở công ty này thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Hãy nhớ đấy, kiểm soát tốt tài chính cá nhân sau đó với kiểm soát về công ty và hay gọi là công việc kinh doanh của mình. Nếu bạn không kiểm soát được đấy, tài chính cá nhân thì đừng mơ, đừng nghĩ đến chuyện mở công ty nữa. Ví dụ như rất nhiều ông hỏi là em là vừa tháng này mới lấy 10 triệu mà không biết cuối tháng tiêu cái gì. Đấy, xong rồi lại đổ lỗi cho vợ này, không chắc là con vợ lại đi mua cái này cái kia rồi. Đấy, hoặc là lại đổ lỗi cho ai đó. Đấy, dẫn đến là cái vã sẽ lẩy ra. Nó rất là nhiều đấy. Bạn phải biết được là cái dòng tiền ấy nó đi đi vào và đi ra là như thế nào. Đấy, bạn bắt buộc phải biết được cái dòng tiền nó đi vào và đi ra như nào. Khi bạn kiểm soát được tài chính cá nhân, cái việc đây vì cái chính nhân là việc rất là nhỏ nhặt rồi, nhưng mà ông không kiểm soát được, ông không biết là tiền tháng này chi cái gì, tiêu cái gì, thu nhập bao nhiêu, có bao nhiêu nguồn thu nhập, khi ông không 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 biết được cái điều đó thì ông đừng mơ chuyện là mở công ty làm gì. Tại vì kinh doanh nó rất là phức tạp. Đấy, bạn phải làm tốt cái nhỏ thì bạn làm tốt được cái lớn, đúng không? Thì đây là quyển sổ cái điều đó, và tôi vẫn giữ cái thói quen đó, và vợ tôi cũng chưa có cái thói quen đó. Vợ tôi thì cập nhật trên điện thoại, tôi ghi ở đây, đúng không? Và cuối tháng chúng tôi nhìn lại, à hóa ra là tháng này mình chi tiêu lỡ quá tay rồi, à tháng này là thu nhập là chưa đạt được cái yêu cầu anh ạ, anh phải có chiến lược của nó tăng tốc lên. Đấy, mọi người hiểu không? Mọi người hiểu bản chất không? Thì chúng ta khi mà chúng ta đo lường được thì chúng ta phải đề ra những cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng đó. Ok, còn đa số anh em là chỉ chung chung la lá thôi. Tôi nói cái điều này rất là nhiều lần rồi nhưng mà có mấy ai áp dụng đâu, ít, rất ít người. Hãy nhớ này, hãy biến những cái điều đó thành thói quen. Tất cả những cái sổ mà tôi chia ra trong ngày hôm nay cho anh em ấy là tôi làm hàng ngày, tôi biến nó trở thành thói quen. Các bạn chỉ cần gì mua những cái cuốn sổ này về và làm theo tôi thôi, và cứ làm liên tục nó trong vòng 90 ngày, chả biết là nó đang đi theo chiều hướng này, mà cứ làm dần dần mọi người sẽ thấy nó đi lên. Đấy. Nó quan trọng là cái thói quen. Đấy. Thói quen tốt thì nó tạo ra kết quả tốt, thói quen tích cực thì tạo ra kết quả tích cực, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có cái thói quen đó. Đấy. Chưa cần biết nó đặt như thế nào mà cứ làm theo thói quen, có những cái thói quen tốt như vậy. Ok rồi, và yếu tố nữa mà tôi muốn nói đến cho anh em đó là cái yếu tố về việc học tập. Học tập. Đấy, như tôi đề ra một cái chỉ tiêu đó là gì, trong một ngày tôi phải học được một cái điều gì đó. Thì đây là cái quyển sổ tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với anh em, đó là quyển sổ thông thái. Đây là quyển sổ thông thái. Thông thái rất là cái dày này nhiều, và tôi có tận là mấy quyển sổ như này cơ. Này là bốn bốn cuốn rồi, bốn cuốn sổ như này. Đấy, trong này là tôi học được cái gì, từ cái việc mà tôi đi ra gặp một cái bà bán hàng, bà bán rau ấy, bà bán hàng siêu quá, bà ấy đàm phán hay quá, về ghi lại luôn. Từ cái việc mà tôi lên báo, tôi đọc, tại vì tôi báo thì tôi rất là dị ứng những cái báo, ví dụ như là những cái báo mà đưa những cái tin tức tiêu cực ấy, tôi không bao giờ tôi đọc. Tôi đọc những cái chuyên báo về kinh doanh, báo về đầu tư, báo về
về về về về đầu tư, chủ yếu là về kinh doanh và đầu tư. Thì tôi thấy à mẹ, cái câu chuyện mà kinh doanh này hay quá. Đây ví dụ như tôi đọc cho anh em một cái câu chuyện cho anh em xem. À, ok, tôi đọc một cái điều này nhé. Một cái điều này thì tôi vô tình tôi đọc được một cái điều báo đó, một bài báo thôi. Đấy, nhưng rất là nhiều anh em là như này, chả bao giờ ghi chép lại. Tôi nhắc đi nhắc lại trong các cái bài học của tôi là gì? Ghi chép chính là sức mạnh. Ghi chép chính là sức mạnh, ghi chép chính là nền tảng này thôi. Tại vì bạn cứ tưởng tượng xem 1 năm sau bạn nhìn lại cái cuốn sổ của mình ấy, ôi, quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn, bạn có một những cái lượng kiến thức khổng lồ trong này, rất tuyệt vời. Tức là những cái gì hay thì bạn chắt lọc ra bạn ghi lại, bạn xem lại. Tự nhiên nhớ đâu khoảng trong cái khoảng thời gian khó khăn, tôi thường ấy là những cái gì mà tôi bế tắc trong cái khoảng thời gian bế tắc không 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 thông suốt à, thì tôi giờ lại tôi xem với các cái cuốn sách này à, hoặc là cứ cuối tháng tôi lại xem lại toàn bộ những cái kiến thức này à, hóa ra là tôi nhặt nhạnh ra được một cái ý tưởng gì đó à, hóa ra tôi cái ý tưởng này hay, ý tưởng này tuyệt vời à, thì tôi đưa cái ý tưởng đó vào cái gì ạ? Cái công việc mình, tức là gì, khi mà có một cái điều gì đó hay mà tôi học được ở đây thì tôi viết luôn vào cái quyển sổ tay mục tiêu này à mẹ, cái hôm nay cái này hay thế, áp dụng tuyệt vời thì mình phải ghi luôn à, phải biến ra cái điều mình đang làm ghi vào đây, hôm nay tôi phải làm cái điều này này đó, đấy chứ, tức là gì, cái việc mà dựa vào cái quyển sổ thông thái này hoặc là cái việc mà bạn học tập hàng ngày, ít nhất hàng ngày bạn phải học thêm một cái điều gì đó, thêm một cái điều gì đó. Tôi không biết là thông thường nó là cả về chuyên môn và cả về kinh doanh, bạn phải học thêm một cái điều gì đó. Khi mà bạn học thêm được cái điều đó thì hoặc là bạn đọc tham khảo các thứ rất là nhiều thứ, thế học không chỉ là từ sách vở, từ báo chí đấy, từ những cái người giỏi mà học cả những cái người bán rong trên đường đấy, những người mà chúng ta vô tình chúng ta gặp, hoặc là những cái ví dụ hôm nay có một ông anh tôi gặp buổi sáng ấy, ông anh Tử Vinh ấy, thì tôi cũng học được một học về phát tôi ghi chép thấy hay quá, ừ, tuyệt vời. Hay ví dụ như bạn thấy cái câu chuyện mà anh ấy đối xử với những anh em công nhân thì có tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Hoặc là bạn xem livestream này ôi mẹ, bạn thấy là nhận nhận ra được một cái ý tưởng nào đó, ok đấy, về làm tự nhiên kết quả nó thay đổi đấy, thì đấy là cái việc lợi ích mà chúng ta có một cuốn sổ. Thì ngoại ngữ thì bắt buộc là phải học rồi, cái việc đấy học ngoại ngữ thì học thường xuyên rồi đấy, nhưng ở đây tôi nói đang là gọi là cuốn sổ thanh thoái, là tất cả những cái gì mà bạn nhận nhận được bạn thấy hay đấy, thì thường nó là của tôi thì thường tập trung vào các cái chiến lược về công việc, về gia đình, đấy, về kinh doanh và về đời sống, tất cả những gì tôi hay thì tôi áp dụng vào đây. Đấy. Ok, thì cuốn sổ này cực kỳ quan trọng, bạn phải biến nó thành thói quen của mình hàng ngày. Đó, thì đấy là cái cuốn sổ sổ thông thái, bạn sẽ làm cho mình thông minh hơn lên hơn từng ngày ở đây. Thì nhân tiện đấy thì tôi cũng chia sẻ luôn một ý tưởng này cho anh em. À, hôm trước tôi đang đọc một cái ý tưởng rất là hay, rất tuyệt vời đây. Sau tôi biết chắc rằng sau khi anh em xem cái livestream này rất là nhiều anh em sẽ hào hứng với những cái gì tôi chia sẻ. Nhưng mà tôi đảm bảo là ví dụ như có 100 người xem livestream đây thì chỉ có khoảng 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 10 đến 20 người áp dụng thôi. Đấy, mà và chỉ có khoảng là 3 đến 5 người nó biến nó thành thành thói quen thường xuyên thôi. Đấy, chứ không không phải là tất cả mọi người. Tại vì tôi bảo rồi, tôi không hiểu cái điều đó, nhưng mà thường ấy là không bao giờ là có kết quả cho tất cả mọi người cả. Đấy, các bạn cứ áp dụng nguyên tắc 80-20, nó chỉ có 20% đạt những người kết quả thôi. Ok, rất nhiều bài học ở đây. Đâu rồi, cái bài học này hay quá. Đấy, hoặc là những cái chia sẻ Facebook nhé, tôi thấy mà ông nào mà ông ấy chia sẻ Facebook, nên bây giờ Facebook của tôi là rất là theo dõi là những cái con người tích cực thôi. Đấy, và những guru thôi, tôi không chơi với những người mà kêu than là tôi hủy kết bạn luôn. Đấy, khi mà người ta post lên một cái điều gì đó tôi thấy hay quá, tuyệt vời quá, tôi học được và tôi ghi chép lại. Đấy, và sau đó sau khi những cái việc học của tôi thì tôi biến nó thành là nếu mà các bạn chỉ ghi không thôi thì các bạn bạn sẽ chẳng được có cái điều gì cả, bạn phải biến nó thành thói quen. Ví dụ như hôm nay xem xong cái livestream của ông Lương này à, mẹ thấy mấy cái quyển này hay hay sổ này hay quá, thì việc tiếp theo là gì, đề ra là mai đi mua sổ, nếu không mua sổ không làm cái việc này thì tôi mất đi bao nhiêu tiền. Đấy, như giống như vừa rồi tôi chia sẻ đây này, và thời hạn làm là bao nhiêu. Ừ, anh không hút thuốc. Ok, tìm mãi không thấy, nó giờ nhiều quá.
Thôi để khi khác chia sẻ với anh em vậy. Đó. Ok, đấy là những cái cuốn sổ mà rất là quan trọng anh em phải tiến hành. Đây nữa, mà có một quyển này nữa thì cái này thì ngoài lề thôi, thì cũng chia sẻ thêm cho anh em. Đây là quyển sổ sổ ý tưởng thành công, sổ ý tưởng thành công. Khi mà bạn có một cái ý tưởng gì đó lóe trong đầu đấy, hoặc là bạn học, hoặc là bạn bạn chợt chợt lên một ý tưởng đó, thông thường ấy là những anh em nào mà thường xuyên học tập, thường xuyên là nghĩ cái cách mà mình làm tốt hơn công việc của mình hàng ngày, tốt hơn cuộc sống gia đình của mình, thì tự nhiên là bạn sẽ có một cái ý tưởng gì đó, hoặc là bạn nhặt nhạnh ở đâu đó một ý tưởng đó, bạn hay quá thì bạn phải ghi vào luôn. À, ý tưởng quyền gọi là sổ tay ý tưởng đấy. Thì khi mà bạn cuối tháng bạn bí ý tưởng và bạn mở ra bạn xem, hoặc là bạn sẽ xem là à cái ý tưởng này có khả thi không, có áp dụng không. Ví dụ như 100 ý tưởng bạn viết ra thì thường nó chỉ rơi khoảng vài ý tưởng bạn thực hiện thôi, nhưng mà vài ý tưởng đấy thực hiện đã thay đổi cuộc đời bạn rồi. Nhưng mà bạn không ghi lại thì tự tay ghi, khi mà ý tưởng ấy thì nó chỉ lóe lên một chút thôi đấy, phải chợp luôn phải ghi lại luôn. Nên tại sao tôi khuyến khích anh em dùng cái điện thoại mà Samsung Note 5 để ghi ghi chép nó lại, nó có cái công cụ bút ghi đấy, nó rất là hay. Đấy, thì bạn phải ghi nó, thì tự nhiên mà bạn áp dụng mà nó thành công thì kết quả là khôn lường lắm. Còn nếu mà bạn thấy là ré lên ý tưởng hay quá mà bạn không ghi lại thì tự nhiên lúc sau bạn quên đi đấy, hoặc là bạn thấy bảo mẹ thằng này nó làm la lá giống mình, trước mình cũng nghĩ như vậy mà mẹ, giá như mình làm như nó thì hay đúng không? Đấy, ok, thì đây là anh chia sẻ những cái tổng quan nhất, thì chắc là Linh Vân không nghe từ đầu đúng không? Thì đây là chia sẻ những anh có phần mối quan hệ anh chia sẻ rồi, mối quan hệ này em có thể áp dụng giữa chủ đầu tư và chủ thầu luôn đấy, thì em phải áp dụng đó đúng không ạ? Ok, thì đấy là những cái mà cuốn sổ mà tôi muốn chia sẻ với anh em. Cái cuốn sổ này thì tôi làm hàng ngày hàng giờ luôn. Và một yếu tố cuối cùng nữa mà tôi muốn nói đến anh em đó là yếu tố về tiền bạc, à tiền bạc nói rồi đúng không ạ, và yếu tố về gì ạ, về sức khỏe. Đấy, tôi thấy đa số những anh em mà trong ngành xây dựng này thì đang lao thân quá kinh khủng. À, anh em uống rượu chè liên tục. Thì bây giờ nó không còn cái thời đại là cứ phải quan hệ bằng rượu chè nữa đâu. Đấy là thời đại của cha chú chúng ta đây rồi. Đấy, thời đại của cha chú rồi. Nó không còn là cái kiểu là cứ phải uống rượu thì nó mới ra vấn đề. Bây giờ suy nghĩ nó khác hoàn toàn rồi. Đấy, suy nghĩ hoàn toàn nó khác rồi. Ừ, thì bạn nên tránh rượu chè, thuốc lá ở trên công trường ạ. À, tôi thấy rất nhiều anh em đi công trường đấy, thấy là mẹ thằng này nó hút cho nó oai, mình không hút thì thằng công nhân nó bảo mẹ mình hiền quá hoặc là như này như kia. Đấy, bạn tiêm những cái suy nghĩ tiêu cực hoặc là từ những cái thằng đồng nghiệp của mình nó vào nó toi ngay. Đấy, hãy giữ cho mình một cái cơ thể khỏe mạnh. Đấy, thì khi mà tôi biết cái điều đấy thì tôi mới chú trọng vào cái phần sức khỏe nó rất là nhiều, vì từ ăn uống đến ngủ nghỉ đấy, phải có công thức hết, và tôi thực hiện ở cái chế độ đó. Ok, thì đấy là năm cái yếu tố mà anh em cần lưu ý. Thì các không biết là anh em là có nhắc lại được 5 yếu tố đấy không, thì các bạn có thể comment 5 yếu tố mà tôi vừa để trọng ở đây, và những cái cuốn sổ mà tôi vừa nhắc ở đây thì không biết là có anh em nào còn nhớ không, thì có thể comment ở dưới để cho những anh em mà vào sau thì họ có thể biết được. Ok, và muốn nói thêm với anh em một chút, đó là có rất là nhiều anh em hỏi tôi đó là cái ý tưởng mà làm chủ công ty thì nó có khó không anh. Thì vừa rồi mai thì tôi sẽ share một cái video là các cái thủ tục mà cần mở một cái công ty ở trong công ty xây dựng ấy. Đấy, thì tôi sẽ làm cái video, có một cái video đấy chia sẻ đến cho anh em. Đấy, thì rất là dễ thôi, làm một cái thủ tục mở công ty rất là dễ, và dần dần tôi sẽ từng bước một cho anh em những cái thứ về 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 khi mà chúng ta cần phải chuẩn bị khi mà chúng ta muốn đi hướng đến cái con đường là làm chủ. Bởi vì tôi đã kinh qua những cái vị trí đấy hết rồi. Đấy, và trước đây mà tôi không biết thì tôi chuẩn bị nó rất là khó khăn, những thủ tục giấy tờ các thứ rồi nhiều thứ lắm, nhiều thứ để chuẩn bị lắm, thì tôi sẽ chia sẻ lại cho anh em. Và tôi cũng có một cái tâm huyết đó là mở ra một cái khóa học, đó là về anh có thể anh em nghe một cái thông tin ở trên trên Facebook của tôi, đó là cái khóa học truyền nghề CEO. CEO là giám đốc đấy ạ. Đấy, những người là chủ doanh nghiệp à, truyền nghề CEO xây dựng. Đấy, của tôi thì mở ra cái mục đích đó là gì? Một là trao đi giá trị cho anh em. Hai là muốn anh em là muốn xây dựng một cái cộng đồng xung quanh đó. Thì cái khóa học trình là CEO ấy, thì các bạn học sẽ học những cái gì? Thứ nhất đó là gì? Toàn bộ các cái kỹ năng về thiết kế, thi công, quản lý trong xây dựng. Ví dụ như là ứng dụng công nghệ BIM để thiết kế tự động từ A đến Z. Ví dụ trong đấy ứng dụng Revit để thiết kế kiến trúc, Revit để viết kết cấu, Revit Map để làm điện nước, và chuyển sang robot để tính toán kết cấu, chuyển sang 3D Max để làm nội thất, chuyển sang
Lumion để làm phim đúng chưa? Đấy, và bóc tách khối lượng từ phần mềm Revit làm dự toán luôn. Đấy, thì đấy là xong toàn bộ các cái phần về thiết kế, đặc biệt có cả phần điều thiết kế điều hòa, thiết kế thông phần điều hòa thông gió, điều hòa phòng cháy chữa cháy. Đấy, đầy đủ hết cho anh em và lấy hẳn một cái công trình nhà cao tầng anh em có thể anh em xem đấy. Đấy, và đặc biệt có cả các cái phần liên quan đến phần thi công, ví dụ như là sau khi ông thiết kế xong thì ông lập tiến độ thi công như nào đó, tiếp theo là ông lập hồ sơ dự thầu ra sao, ông lập hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán như thế nào. Đấy, và đấy là xong toàn bộ với phần về về về, về kỹ năng cần có ở trong thiết kế và phần thi công. Tiếp theo nữa tôi hướng đến đó là cái phần quản lý. Quản lý ở đây quản lý là gì? Đấy, quản lý nhân công, đấy, quản lý công việc, đấy, và quản lý các cái đầu việc ở trên công trường cũng như ở trên văn phòng nó như thế nào. Đấy, với các bạn không thông thường là các bạn chỉ giỏi chuyên môn thôi, nhưng mà không thiếu đi cái yếu tố quản lý rất là nguy hiểm. Thì ở đây thì tôi có đứng trên cương vị tôi thì chia sẻ chỉ là một phần nhỏ thôi. Thì trong này tôi mời là rất là nhiều anh em là hầu như họ là những cái giám đốc ở trong các cái công ty về xây dựng, đấy, về thiết bị vật liệu, về thi công, về thầu nhân công. Đấy, họ sẽ chia sẻ những cái khó khăn, những cái thắc mắc, đấy, những cái mà họ đã kinh qua rồi để cho anh em từ đó anh em rút ra bài học. Có những bài học rất là thấm thía, có những bài học rất là thấm thía. À, và tôi cũng học được rất là nhiều từ họ, thì tôi cũng mời họ để chia sẻ lại cho anh em, và đấy là những cái mối quan hệ mật thiết với tôi, chơi với tôi, thì tôi cũng mời họ để chia sẻ lại trong cái khóa học này. À, và thứ ba nữa đó là quản lý xong rồi thì chúng ta sẽ đến những cái các cái chiến lược kinh doanh trong nghề xây dựng này. Thì bây giờ ấy, người ta nhìn nhận một cái công ty xây dựng, một công ty thành công nó không phải là ở số lượng người nữa. Số lượng người bây giờ là cái thời đại của internet, bạn hoàn toàn có thể xuất phát từ không có gì trở thành có rất là nhiều thứ, nó nhờ công nghệ nó thay đổi rồi. Đấy, chứ không phải bây giờ ông cứ công ty là hàng trăm người, đấy, hàng chục người có phải là một công ty thành công, chưa chắc, chưa chắc. Bây giờ tôi biết là rất là nhiều anh em trẻ họ có thu nhập rất là khủng, đấy, mà họ chả có gì, họ chỉ có một chiếc máy tính thôi và vài anh em thôi. Đấy, nó không cần nhiều thứ đâu, thậm chí là có những anh em chỉ làm một mình thôi. Bây giờ công nghệ nó thay đổi rồi, nó biến hoàn toàn cái công việc của chúng ta ở trên ở môi trường offline thành trên môi trường online. Để tôi hướng dẫn cho anh em là những cái chiến lược offline và online để chúng ta có thể xây dựng những cái công ty họ dựa vào những cái nguồn lực của chúng ta. Ví dụ chúng ta đang thiếu thốn về tiền bạc, đấy, không cần tiền bạc đúng không? Đấy, chúng ta đang thiếu thốn về mối quan hệ, đấy, thì hoàn toàn có thể dựa vào những cái mối quan hệ ở trong cái lớp học đó. Thì ví dụ như bạn đã tham gia khóa học đấy thì bạn có thể tận dụng cái mối quan hệ của tôi. Bạn cứ alo tôi là anh ơi em đang cần một ông về tư vấn về vật liệu, anh có biết ông nào về sơn không, ông nào về nhân công không. Đấy, thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em những cái người mà họ đã làm nhiều rồi thì họ sẽ có những cái tư vấn tốt nhất cho anh em đó. Thì khi mà bạn vào đây là bạn có sẵn luôn những cái mối quan hệ, thì đấy là những cái lý do tại sao tôi bảo là nên chọn những cái người mà guru để chúng ta học tập thì nó dễ hơn. Ok, cái thứ ba nữa là khi mà bạn đã có những cái chiến lược kinh doanh rồi, bạn có thể vận hành công việc kinh doanh đấy rồi, thì cái tiếp theo tôi muốn mang đến cho anh em đó là những cái mạng lưới công việc. Ví dụ như tôi ấy, công ty tôi đấy, thì tôi sẽ làm có những cái công việc mà tôi rất là nhận rất là nhiều việc nhưng mà tôi không thể làm được đấy, hoặc là có những cái công trình mà tôi nhận được ở trên trên các cái tỉnh đấy, nhưng mà tôi không thể xa quá, tôi không thể làm được đấy, thì hoàn toàn là tôi có thể đẩy việc về cho anh em và tôi PR luôn cho anh em ở trong các cái huyện mà anh em mở công ty hoặc là dự định mở công ty đấy, hoặc là các cái tỉnh mà anh em làm chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ làm những cái mối quan hệ không chỉ là thầy và trò mà mối quan hệ tương tác. Đấy, cộng hưởng với nhau. Tại vì mục tiêu của tôi làm đào tạo, tôi nhắc lại rồi, tôi không bao giờ là đặt cái vấn đề là kiếm tiền trên đầu tiên, mà đó là cái xây dựng một cái mạng lưới mối quan hệ chất lượng để từ đó chúng ta tương tác với nhau, chúng ta trợ giúp lẫn nhau. Ví dụ như là đầu vào ông là thiết kế thì ông có ông thi công, có ông vật liệu, có ông các thứ ở đấy đúng không ạ, và chúng ta có những cái mối quan hệ ở toàn tỉnh. Thì đấy là cái mục tiêu mà tôi nhìn nó xa hơn so với những anh em mà họ làm đào tạo trong cái lĩnh vực xây dựng này. Những anh em mà họ làm đào tạo ấy, tôi thấy hiện nay họ chỉ mở lớp offline, họ dạy cho bạn một cái kỹ năng mềm nào đó, một cái phần mềm nào đó, nhưng mà nó không làm nên chuyện, không làm nên thành công trong cái nghề xây dựng này. Và tôi tạo ra cái khóa học về truyền nghề CEO xây dựng ấy bởi vì tôi hiểu được tâm lý của anh em. Tất nhiên anh em vài năm nữa đi làm thuê, nhưng mà cái mục đích đến của anh em vẫn là làm chủ. Nhưng mà làm chủ chúng ta không biết là chúng nó bắt đầu từ đâu đấy, chúng ta chỉ giỏi chuyên môn thôi thì chúng ta có thể thành công được. Thì thông qua cái con đường mà tôi đã đi, tôi mất rất nhiều thời gian rồi, thì tôi chia sẻ lại, tôi kể lại. Không chỉ là kỹ năng anh em cũng phải tốt đúng không ạ, nhưng anh em vẫn phải giỏi về chiến lược kinh doanh đấy, và anh em phải có những cái mối quan hệ nó mới đi nhanh được. Như vừa rồi tôi bảo ấy, thay vì anh em là gì ạ, anh em tự mày mò tự xây dựng công ty, thì tại sao chúng ta không liên kết lại với nhau
Đấy, chúng ta trở thành một con cá mập trong cái đại dương đó, đúng không ạ? Thì không thì, thì chúng ta tự nhiên là trở thành một con mập, con cá mập rất là lớn. Đấy, thay vì chúng ta tự chiến đấu đơn độc một mình, thời buổi bây giờ là thời buổi liên kết lại với nhau, đấy, cộng hưởng lại với nhau, đấy, giúp đỡ lẫn nhau, đấy, và đôi bên đều win-win, không chỉ tôi thắng bạn thắng mà khách hàng của chúng ta cũng thắng, đối tác nhà cung cấp của chúng ta cũng đều thắng. Thì đấy là cái thời kỳ cái tư duy, nó quan trọng là cái tư duy của bạn nó đến mức độ nào thôi. Thì đấy là cái tầm nhìn của tôi, và thông qua cái khóa học này tôi muốn 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 có một cái mạng lưới quan hệ chất nhất. Đấy, không chỉ bạn học được kỹ năng, nhưng mà do đó không chỉ học được kỹ năng về chuyên môn, về quản lý, về lãnh đạo, mà chúng ta còn có một cái hệ thống đấy, làm việc nó bền vững. Bởi vì sắp tới thì tôi tập trung rất là mạnh vào cái mảng về thiết kế, và hiện nay cũng nhận được rất là nhiều các cái công ty nó đề xuất lại là gia công lại những cái bản vẽ nhà cao tầng, hoặc là họ có những cái ý tưởng thiết kế sơ bộ rồi thì họ đưa cho bên đơn vị mình để bổ chi tiết cả. Thì nhiều như có lúc mà rất là nhiều việc thì bên công ty tôi không để nhận được đấy, và tôi cũng muốn đẩy lại cho anh em đấy. Hoặc là tôi làm marketing thì tôi có những cái công việc ở các tỉnh chẳng hạn, thì hoàn toàn anh em ở đấy, anh em hiểu địa bàn. Như trước tôi nói với một anh ấy làm ở huyện gì đó, ở một cái Thanh Hóa chẳng hạn, anh ấy lên đây gặp tôi đấy, thì lên đây là ông ấy mang hẳn 15 câu hỏi đấy, và mất cả một buổi sáng để mình trả lời cho ông hết 15 câu hỏi đấy. Nhưng mà tư duy của tôi là gì? Tư duy giúp đỡ người khác, tôi thực sự giúp chân thành đấy, và giúp đỡ anh ấy trả lời, không cần biết là tại vì tôi quy ra giờ là một giờ của tôi là bao nhiêu tiền đó, nhưng mà mình gạt sang một bên, mình giúp người khác trước đã đó, rồi sau đó thì anh cũng trở thành học viên của tôi. Thì đấy là một cái ví dụ minh họa để cho anh em hiểu là giúp, cứ giúp người ta đi, không mất cái gì đâu, không mất cái gì đâu đấy. Chẳng qua bạn có hiểu được cái điều đó hay không. Ok đấy, sau khi mà và anh ấy cũng kể thêm là anh ấy làm ở huyện thì anh ấy rất là am hiểu về và có một cái mối quan hệ trong huyện, lo được cái giấy tờ tốt hơn ấy, và anh cũng muốn học cái nghề này để làm gì ạ, để biết thiết kế, để tự tay mình thiết kế, đúng không ạ? Thì anh bảo là có những cái thứ em làm marketing rất là tốt, có thể là dẫn khách về, nhưng có những thứ em không thể am hiểu bằng những cái người ở địa phương đây được. Đấy, thì chúng ta là trở thành một cái cộng đồng, chúng ta mang lại lợi ích với nhau, và chỉ có những thành viên ở trong cái khóa học đấy thôi đấy, thì mới được cái điều đó. Và đặc biệt là tôi còn làm những cái buổi webinar livestream ở trong nhóm kín cho những anh em ở trong khóa học truyền nghề CEO thiết kế đó. À, tại vì đó là những cái khách hàng tốt nhất mà tôi phải phục vụ rồi. Đấy, tại vì chúng ta không chỉ là quan hệ học trò nữa, mà chúng ta là quan hệ là đối tác của nhau. Anh nhớ đấy, bao giờ thấy sếp của bạn, những người bạn gặp, hãy nhớ, chỉ vì sau họ sẽ trở thành đối tác của mình. Đấy, và cái khóa học đấy thì tôi mở ra là dành cho những anh em thực sự là muốn thay đổi đấy, muốn có một cái tương lai làm chủ trong công ty. Nó không phải mất rất là không phải mất nhiều tiền, rất là nhiều anh em bảo anh em làm vài năm để có vốn đã, anh ơi em làm sao em dám mở công ty, em ơi làm sao mà em chưa có mối quan hệ gì em dám mở, đúng không ạ? Tất cả nó không như bạn nghĩ đâu, chỉ cần bạn làm theo chính xác những cái gì mà người đi trước họ đã làm rồi thì hoàn toàn bạn có thể đạt được những kết quả từ con số không có gì đấy. Tôi đảm bảo với bạn điều đó, bởi vì tôi cũng bắt đầu từ những cái thứ là không có gì thôi, chứ không phải là có nhiều vốn để mở ra công ty đâu. Ok đấy, thì khóa học này là khóa học online, tức là gì, tất cả những cái chuyên môn ý, thì tôi đã làm hết các cái video rồi, bây giờ xong, gần như là xong hết rồi đấy, thì tôi sẽ cấp cho anh em vào anh em học. Và hàng tuần ý, thì có những cái buổi live stream để giải thích cho những em, và đặc biệt ý, là một cái điều đó là gì, đó là có cái độ phản ứng nhanh, tức là có một cái độ phản ứng nhanh, tức là trong vòng, nếu mà anh em thắc mắc một cái điều gì đó thì chỉ trong vòng không quá 30 phút là sẽ giải đáp cho anh em những cái thắc mắc đó rồi. Đấy gọi là độ phản ứng nhanh, thì tôi ưu tiên đặc biệt cho những anh em ở trong cái khóa học đó. Và hàng tuần thì tôi live stream trực tiếp nữa. Rồi, và đặc biệt hơn nữa là khi mà anh em đã học xong tất cả những cái kỹ năng chiến lược ở trong kinh doanh đó thì tôi sẽ đưa cái hình ảnh của công ty của anh em mà anh em mở ra ở cái tỉnh đó đấy, lên trên các cái kênh truyền thông của tôi, lên trên các cái kênh truyền thông của tôi, thì nó đảm bảo với các bạn là khách hàng nó sẽ tự đến thôi, khách hàng tự đến. Tại vì bây giờ tôi có cái số lượng kênh trên các cái kênh truyền thông follow trong nghề này rất là lớn, đảm bảo các bạn là sẽ dễ dàng là có thể đứng trên cái top đấy ở trong cái tỉnh đó. Đấy, khi mà bạn làm cái ngách càng nhỏ, ví dụ như bạn làm ở huyện này, làm ở tỉnh này thì rất là dễ dàng đứng đầu. Đấy, tôi đảm bảo với các bạn điều đó khi mà liên kết với những người đứng đầu, tại vì tôi đã có những cái nguồn lực có sẵn rồi để có thể PR cho anh em lên trên tốt nó nhanh hơn khi mà so với bạn là tự lực bạn làm. Thời buổi là thời buổi bây giờ là thời buổi cộng tác, đôi bên cũng có lợi, win-win, mà không chỉ là hai bên đâu mà rất là nhiều bên đều phải hưởng lợi. Ok đấy, khi mà bạn, tại sao lại phải tham gia khóa học đấy,
Vì khi mà bạn tham gia học đấy thì bạn mới hiểu được cái chiến lược, thì chúng ta cùng tư duy với nhau, chúng ta có cùng ngôn ngữ với nhau, rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau được, đúng không? Chứ ta không không là ok, ông này là giám đốc thì mình kết hợp với ông ấy làm. Nhiều khi là ông ấy một tư ý, tôi một ý, đúng không? Thì chúng ta không thể làm hợp tác với nhau được. Và những cái mô hình của tôi thì nó kiểm chứng đều thành công hết rồi, thì rất là dễ dàng để chúng ta có thể thâm nhập thôi, thì không cần phải nghĩ là to tát như các bạn nghĩ là phải công ty này mở rất là nhiều vốn như kia thôi. Bây giờ là chiến lược đánh nhanh thắng nhanh đấy, và không cần phải gì ạ, không cần phải quá nhiều tiền, không cần phải quá nhiều vốn, tại vì chúng ta dựa vào cái thời đại công nghệ làm cái đòn bẩy của chúng ta, sau đấy sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều, đặc biệt là cái đòn bẩy mối quan hệ ở trong cái lớp học này. Ok, thì đấy là giới thiệu qua cho anh em thôi, còn anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với tôi, tại vì khóa học này nó không phải dành cho tất cả mọi người, thì tôi cũng giới thiệu vậy thôi. Chỉ có những người nào thực sự khao khát mà muốn mở công ty đấy, muốn thay đổi cái cách làm việc của mình, muốn thay đổi cái cuộc sống của mình đấy, thì có thể liên hệ với tôi, tại vì nó rất là đắt, khóa học này rất là đắt, rất đắt, nhưng mà cái những cái gì mà bạn nhận lại được thì rất là giá trị. Hôm trước người hỏi một ông này bảo là thế em nhận được những cái gì trong đấy, thì tôi cũng trả lời luôn là tôi giả sử nhai thôi, tôi giả sử nhai thôi, tôi giả sử ví dụ bây giờ tôi đẩy cho bạn một công trình ở đó, nếu bây giờ có những cái anh em họ đẩy phần riêng phần gia công lại cái bản vẽ về kiến trúc ấy, thì nó đã rơi khoảng là bét nhất là 60 triệu rồi. Hôm trước có một anh đề nghị tôi làm nhưng mà tôi bận quá tôi không làm được, thế tôi để cho bạn ví dụ chả đấy, thì bạn đã có rất là nhiều thứ đấy rồi. Đó, ok, thì bạn hãy đừng nghĩ là bạn có được cái gì, mà đây là những cái bạn đừng nghĩ là bạn phải 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 trả bao nhiêu tiền, mà bạn hãy nghĩ xem là bạn đạt được những cái mối quan hệ gì trong lớp học này, bạn có những kiến thức gì. Kiến thức này tôi phải mất rất nhiều thời gian rồi. Đấy, thì nó cũng rất là đắt, thì tôi không phải dành cho tất cả mọi người, tôi giới thiệu qua thôi.